Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 791. Và lại trên đường đi, nha đầu nhà cô còn thỉnh thoảng mắng Trung Vân Tiêu mấy câu. Giờ cô đổi tính rồi à? Nhưng hắn ta không dám nói ra những lời này, chỉ có thể cười ngượng ngùng, ta không có ý này, chỉ nói là. Trần Lăng kinh ngạc thốt lên, nghiêm mặt quay phắt người lại, sau đó nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đeo mặt nạ quỷ, lưng đeo hộp đựng kiếm, bay vút qua giữa làn sương độc như một tia chớp. Trong lúc mơ hồ, có một khí tức mạnh mẽ lởn vởn trên người hắn. Cả đám Lâm Thu Sam đều dừng lại, trong mắt tràn đầy chấn động. Là Trung Vân Tiêu. Mới không bao lâu mà hắn đã đuổi tới rồi, Trần Lăng thầm tặc lưỡi, bất giác thốt lên. Tốc độ nhanh quá. Cố Bắc Huyền cũng không kìm được cảm thán. Đợi đến khi Lâm Nhất tiếp đất, Lâm Thu Sam vội vàng hỏi, yêu thú đã bị dụ đi rồi sao? Lâm Nhất đuổi theo nhanh như vậy, hiển nhiên hai con yêu thú kia đã bị hắn dụ đi, không thể giết nhanh thế được. Dù vậy họ vẫn vô cùng chấn động, đây là hai con yêu thú huyền võ tầng 6 đã ngưng tụ ra đan kiếm vân. Bất kỳ ai cũng không có can đảm đi dụ chúng một mình. Nhìn đám người sửng sốt trước mặt mình, dưới mặt nạ quỷ, Lâm Nhất cười khẽ cũng coi như là vậy, không cần quan tâm hai con yêu thú này nữa. Trung Vân Tiêu, xin lỗi ngươi vì ban nãy trên đường đi đã đắc tội. Khi hắn đang định đi thì Lâm Yên cúi đầu bước tới trước mặt hắn, nhỏ giọng xin lỗi. Lúc đầu nàng ta không được tự nhiên lắm, sau khi nói xong, nàng ta cũng tự tin hơn, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lâm Nhất. Có chuyện gì với nha đầu này vậy? Không chỉ Lâm Nhất, ngay cả Lâm Thu Sam cũng sững sờ, nàng ta hiểu rất rõ về người muội muội này của mình. Muội ấy miệng lưỡi sắc bén, không coi ai ra gì, đắc tội không biết bao nhiêu người, nhưng phụ thân và gia gia đã nuông chiều muội ấy từ nhỏ, coi muội ấy như hòn ngọc quý trên tay. Dù đã biết lỗi, muội ấy cũng chưa bao giờ xin lỗi, cái tôi cực kỳ lớn. Thế mà lần này muội ấy lại xin lỗi một người ngoài như Trung Vân Tiêu, việc này rất hiếm thấy. Lâm Nhất không hẳn là người khoan dung độ lượng, nhưng phong độ thì vẫn phải có. Người ta đã khách sáo với hắn, đương nhiên hắn cũng sẽ khách sáo lại. Hắn đáp, không có gì. Sự việc trước đó có nguyên nhân của nó, nếu không phải do cô khăng khăng đòi tháo mặt nạ của ta, ta cũng sẽ không tự tiện ra tay. Sự việc có nguyên nhân của nó, chẳng lẽ ngươi thật sự là Lâm Nhất, ngươi cũng thích đeo hộp đựng kiếm giống hắn mà. Sau khi xin lỗi, khúc mắc đã được giải quyết, Lâm Yên lại trở lại với tính tình ngày thường, vẻ xảo quyệt lóe qua trong mắt nàng ta. Trần Lăng vội vàng bảo, không thể nói vậy được, Lâm sư muội, ta cũng đeo hộp đựng kiếm đây này. Ngươi, Lâm Yên lườm hắn ta, ngươi thì bỏ đi, khi nào ngươi có bản lĩnh ngăn cản hai con yêu thú huyền võ tầng 6 rồi nói sau. Trần Lăng lập tức nghẹn họng, nhà đầu này thù dai thật đấy. Lâm Thu Sam cười, Trung huynh đừng để bụng. Tiểu muội chỉ nói đùa thôi. Trước đây muội ấy có mâu thuẫn với Trương Liệt nên rất sùng bái Lâm Nhất. Ta không để bụng, nhưng ta đúng là Lâm Nhất. Lâm Nhất thầm cười khổ, bình tĩnh đáp, ta hiểu mà. Cố Bắc Huyền trầm ngâm nói, bây giờ Liên Minh Quân Tử đang tìm kiếm tung tích của Lâm Nhất ở khắp nơi. Nếu hắn xuất hiện, 10 người đứng đầu bảng nhân sẽ lập tức bao vây giết hắn để trả thù. Đoán chừng hiện giờ Lâm Nhất đang trốn ở đâu đó. Cố chịu đựng đến khi nào vào kiếm chủng rồi tính sau. Chương 792. Lâm Nhất không tỏ rõ ý kiến, rời mắt nhìn quanh hồ kiếm, trầm giọng đổi chủ đề, người đến nơi này thật nhiều. Hắn có thể cảm ứng được không ít khí tức mạnh mẽ ở phụ cận hồ kiếm, trong đó có khá nhiều người không thua kém gì Tiêu Phong. Nghe vậy, vẻ nghiêm túc hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Thu Sam, Trung huynh, hãy nhìn hướng kia kìa. Lâm Nhất nhìn theo hướng tay nàng ta thì thấy một đám người đang đứng bên cạnh hồ, quan sát luồng kiếm quang sáng rực trên hòn đảo. Người cầm đầu có vóc dáng cao lớn, mặc trường bào màu tím, trên trường bào thêu phù hiệu đồng minh màu lam nhạt. Đó là người của Liên Minh Tử Vân, người cầm đầu tên là Nhiếp Thiên, hạng 23 bảng nhân. Tu vi của hắn rất thâm hậu, hơn nửa năm trước đã đả thông 5 sợi huyền mạch. Lâm Nhất khẽ gật đầu. Hắn cũng có ấn tượng về cái tên Nhiếp Thiên này, nhưng không quen thuộc lắm. Người ở hướng Tây Bắc tên là Hàn Phong, hạng 26 bảng nhân, hắn cũng không dễ đối phó. Lâm Thu Sam liên tục giới thiệu mấy người,
Cuối cùng nàng ta nhìn về phía người đứng một mình ở hướng đông nam, nói với vẻ mặt nghiêm túc, người này là Cố Vân Phi của Liên minh Tu La, hạng 19 bảng nhân, có lẽ là người mạnh nhất ở đây. Nhưng may mà hắn đi một mình, không có đồng minh. Cố Bắc Huyền suy tư, Liên minh Tu La chỉ có 4 người tham gia cuộc chiến đồng minh, nhưng 4 người này đều có tham vọng rất lớn, mỗi người đi đến mỗi nơi cỏ kiếm hoàng sinh trưởng khác nhau. Lúc họ đang nói chuyện, ánh mắt Cố Vân Phi quét qua, vừa khéo dừng lại trên người họ. Hắn ta chỉ có một mình nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, vừa nhìn tới liền khiến tim họ tự dưng thắt lại. Dường như hơn 30 người ở đây không thể chịu nổi một đòn khi đứng trước hắn ta. Nhưng Cố Vân Phi chỉ nhìn lướt qua rồi rời mắt đi, không để ý những người này lắm. Lâm Thu Sam bảo, đây chỉ là những người ta quen, còn có một số người che giấu rất kỹ nhưng khí tức rất mạnh, có lẽ cũng là một đối thủ đáng gờm. Trước mắt các phe thoạt nhìn như sóng êm gió lặng, trên thực tế là sóng ngầm mãnh liệt. Một khi bắt đầu tranh đoạt sẽ có một trận chiến lớn, bất luận ai muốn giành được cỏ kiếm hoàng cũng không dễ dàng. Lâm Thu Sam nhìn về phía hòn đảo giữa hồ, trầm giọng, nghe đồn khi cỏ kiếm hoàng mọc ra sẽ có 3 giải tường thủy hạ xuống, dù không giành được cỏ kiếm hoàng, luyện hóa những giải tường thủy này cũng được coi là một thu hoạch không nhỏ. Ánh mắt Lâm Nhất cũng nhìn về phía hòn đảo giữa hồ, sau đó hắn nhíu mày. Kiếm ý trên hòn đảo vô cùng mạnh, nó mang lại cho người ta áp lực rất lớn, chính giữa vầng sáng kia mơ hồ lấp lóe một vòng linh quang lục sắc. Trung sư huynh, huynh nhìn kìa. Lâm Yên kéo tay Lâm Nhất, chỉ về một hướng. Lâm Nhất nghiêng đầu sang nhìn, là Tiêu Phong và Ngụy Tùng Hàn dẫn một đám người chạy tới. Trong đó có rất nhiều người bị thương, vết máu vẫn chưa khô, có lẽ trên đường đi không được thuận lợi lắm. Hai người nhìn về phía Lâm Nhất. Trong mắt cả hai đều lóe qua tia sáng lạnh thấu xương, không mấy tốt lành. Kệ họ đi. Lâm Nhất thầm cười khẩy, nếu hai tên này không biết sống chết, tiếp tục gây rối, tới lúc đó đừng trách hắn không khách sáo. Cũng lúc càng có nhiều đệ tử đồng minh tụ tập xung quanh hồ nước phát sáng và tràn trề kiếm ý. Bầu không khí cực kỳ căng thẳng, tất cả mọi người đều biết đợi đến khi giải tường thủy hạ xuống, cỏ kiếm hoàng mọc ra, mọi người sẽ bắt đầu chém giết lẫn nhau. Thời gian trôi qua, chẳng biết từ khi nào xương độc trong không khí đã hoàn toàn tan hết. Chương 793. Hòn đảo giữa hồ đột nhiên chấn động mà không hề báo trước, tất cả mọi người đều biến sắc, họ có thể cảm nhận được rõ linh khí thiên địa bên trên hòn đảo bắt đầu quay cuồng, kiếm ý sao động phát ra tiếng vù vù, làm cho mọi người ù cả tai. Binh khí trong tay mọi người rung lên kịch liệt như thể có một thanh bảo kiếm tuyệt thế sắp ra khỏi vỏ. Táng hoa kiếm trong hộp đựng kiếm của Lâm Nhất cũng rung lên, kiếm ý trên người mất khống chế tản ra ngoài. Cỏ kiếm hoàng sắp mọc ra rồi phải không? Mọi người nín thở ngưng thần, không dám lên tiếng, lặng lẽ chờ đợi thời khắc này đến. Bỗng nhiên, hòn đảo giữa hồ vang lên một tiếng kiếm reo du dương, sóng lớn cuồn cuộn trên mặt hồ. Trên bầu trời, 3 giải tường thủy rơi xuống như bông tuyết. Cảnh tượng 3 giải tường thủy như bông tuyết rơi xuống 7 nơi cỏ kiếm hoàng sinh trưởng trong núi rừng vô cùng ngoạn mục. Trên bục quan vân cao sừng sững, nhìn từ trên xuống có thể thấy rõ mọi thứ. Rất nhiều đệ tử và trưởng lão đều xôn xao. Bắt đầu rồi. Cuối cùng cuộc tranh đoạt cỏ kiếm hoàng cũng bắt đầu, nhiều nhất mấy canh giờ nữa, người giành được cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên sẽ chính thức được công bố. Cuối cùng cũng bắt đầu. Ở nơi cỏ kiếm hoàng sinh trưởng. Dù ngày thường không có đệ tử tham gia thì cũng có rất nhiều yêu thú tranh giành đến mức người chết ta sống, máu me tàn khốc, không biết lần này sẽ ra sao. So với cơ thể của yêu thú, cơ thể con người yếu ớt hơn nhiều, không biết có thể chặn được kiếm ý do cỏ kiếm hoàng phóng ra hay không. Đúng đó, khi cỏ kiếm hoàng mọc ra, gió sẽ sắc như kiếm, chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ bị cứa chảy máu đầm đìa, vô cùng thê thảm. Không biết ai sẽ nhổ được đầu tiên. Tò mò quá đi. Các trưởng lão cũng nhỏ giọng thảo luận, tầm mắt nhìn ra xa bên dưới, trong mắt tràn đầy tò mò. Ha ha, cần phải nói nữa à? Người giành được cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên nhất định là Sở Hạo Vũ, hạng nhất bảng nhân, ai dám tranh với hắn? Nụ cười trên mặt Bạch Đình trưởng lão rất rạng rỡ, ông ta nhìn Lạc Phong bằng ánh mắt khiêu khích, cười gằn, Lạc trưởng lão, 1000 viên linh ngọc nhị phẩm cũng không phải số lượng nhỏ. Bây giờ ông bỏ cuộc vẫn còn kịp đấy. Đúng vậy,
Lạc trưởng lão cần gì phải ngang bướng, mặc dù cuộc tranh đoạt cỏ kiếm hoàng cũng cần may mắn, nhưng suy cho cùng vẫn phải dựa vào thực lực. Sở Hạo Vũ có hy vọng lớn nhất, dù không phải Sở Hạo Vũ thì cũng sẽ thuộc về mấy người Diệp Tu và Giang Phong. Cuộc tranh đoạt cỏ kiếm hoàng máu me tàn khốc, không thể dở thủ đoạn được đâu. Lạc trưởng lão, tại sao phải cược cho một kẻ sẽ không xuất hiện chứ? Nhóm trưởng lão có quan hệ tốt với Bạch Đình cười khuyên can. Lạc Phong bình tĩnh cười nhẹ, hình như các vị không cần đoán cũng có thể biết trước kết quả. Nếu đã như vậy thì ta sẽ đánh cược một phen xem sao. Khi thấy Lạc Phong không hề có ý định lùi bước, mấy người lên tiếng khuyên can hơi tức giận. Chương 794. Cược thì cược, ta cược Sở Hạo Vũ 500 viên linh ngọc nhị phẩm, người giành được cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên chỉ có thể là hắn. Hi hi, Lạc trưởng lão muốn cho chúng ta tiền, sao chúng ta có thể không chiều theo? Ta cược Diệp Tu, 800 viên linh ngọc nhị phẩm, dù sao cũng không thể là Lâm Nhất. Ta cược Giang Phong, hạng ba bảng nhân cũng không phải là cái danh hão, ít nhiều gì cũng có chút cơ hội. Trong lúc nhất thời, tất cả các trưởng lão đều lần lượt đặt cược, Bạch Đình nhìn thấy cảnh này thì cười mỉa, Lạc lão quỷ, để ta xem lát nữa ông còn cười nổi nữa không, tiền đặt cược lần này cộng lại cũng gần 5.000 viên linh ngọc nhị phẩm. 5.000 viên linh ngọc nhị phẩm. Một quả bom nặng ký lập tức rơi xuống bục quan vân, mức cược của các trưởng lão dành cho cỏ kiếm hoàng đã lên tới một con số khiến người nghe phải kinh hãi. Rất nhiều đệ tử đang theo dõi cuộc chiến đều giật mình. Nghĩ lại Lâm Nhất trải qua sinh tử, hoàn thành 4 nhiệm vụ cấp A5 sao mà mới nhận được hơn 1.000 viên linh ngọc nhị phẩm. Thế mà mức cược của các trưởng lão lại lên tới 5.000 viên linh ngọc nhị phẩm. Dù sao cũng là trưởng lão tông môn, tài sản của họ không phải các đệ tử có thể so sánh được. Khi đám người Lạc Già Sơn biết được tin tức này cũng rất kinh ngạc, Mặc Thành cười bảo, cứ tưởng 5 vạn viên linh ngọc nhất phẩm của Hân Nghiên sư tỷ đã đủ nhiều, nhưng so với các trưởng lão thì không là gì cả. Hân Nghiên nhìn qua, cười khẽ, xem ra Lạc trưởng lão cũng có suy nghĩ giống ta, ông ấy rất tin vào tiểu sư đệ. Những người còn lại cười gượng gạo, không biết tiếp lời như thế nào. Trong tình hình hiện tại, Lâm Nhất hoàn toàn không thể xuất hiện, không biết tại sao Hân Nghiên sư tỷ lại tự tin đến vậy. Đám người Vương Diễm của Liên Minh Quân Tử tụ tập bên mép bục quan vân, nhìn khu rừng trong núi Mai Kiếm ở bên dưới, họ cũng cực kỳ tự tin. Vương Sư Huynh, hình như Hân Nghiên vẫn chưa hết hy vọng thì phải. Đừng nói là người của Lạc Già Sơn thật sự cho rằng Lâm Nhất dám xuất hiện đấy nhé. Mấy người này là một lũ ngu xuẩn. Không biết sư huynh đã có kế hay khiến Lâm Nhất không dám xuất hiện. Tia khí lạnh thoáng hiện trên mặt Vương Diễm, hắn ta cười khẩy, ta cũng rất chờ mong, nếu hắn thật sự dám xuất hiện để tranh cỏ kiếm hoàng thay vì đi trốn như lũ chuột nhắt, thì lệnh truy nã của ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Mức cực đột ngột tăng vọt của Lạc Phong trưởng lão với Bạch Đình và các trưởng lão khác khiến cho bầu không khí vốn đã sôi động trên bục quan vân lại leo thang. Mọi người đều đang suy đoán. Rốt cuộc là ai sẽ giành được cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không còn gì để nghi ngờ, Sở Hạo Vũ nổi tiếng nhất, hơn 70% người đều cược hắn ta. Tiếp đến là Diệp Tu và Giang Phong, độ nổi tiếng của họ cũng không thấp. Còn Lâm Nhất, không ai nghi ngờ thực lực của hắn, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn hắn cũng có bản lĩnh cạnh tranh. Nhưng trước cuộc chiến đồng minh, hắn đã đắc tội 10 người đứng đầu bảng nhân, từ lâu đã bị nhận định rằng chắc chắn không dám xuất hiện trong vòng đầu tiên. Nếu hắn xuất hiện, 10 người đứng đầu bảng nhân nhất định sẽ ra tay bao vây giết hắn. Rất nhiều người thở dài, đây là hậu quả của việc lúc trước kiêu ngạo quá mức, nếu không phải do hắn cố chấp nhận nhiệm vụ cấp A5 sao thì đã không thảm hại, trốn chui chui trốn nhủi, không dám lộ diện như bây giờ. Nếu biết trước có ngày hôm nay, hà cớ gì trước đây phải làm như vậy, đâu thể đắc tội cả 10 người đứng đầu bảng nhân. Ngoại trừ Hân Nghiên và Lạc Phong trưởng lão có quan hệ thân thiết với Lâm Nhất, không ai coi trọng hắn cả. So với sự phấn khích của đám người này trên bục quan vân. Chương 795. Ở nơi tường thủy rơi xuống, vẻ căng thẳng trên mặt đám người Lâm Thu Sam dần trở lại bình tĩnh. Nhìn hòn đảo giữa hồ, khi tường thủy rơi xuống như bông tuyết, kiếm ý lởn vởn trên hòn đảo càng lúc càng cô đọng. Cả hòn đảo nhỏ chấn động kịch liệt, sóng trên mặt hồ cuồn cuộn, không ngừng nghỉ một giây phút nào.
đột nhiên bên trên hòn đảo nứt ra, vết nứt từ từ lan rộng ra như mạng nhện. Một cây cỏ non toàn thân trắng như ngọc, lóng lánh trong suốt, tỏa kiếm quang nhàn nhạt, bật ra khỏi mặt đất. Keng! Bốn phía lại vang lên tiếng kiếm reo đỉnh tai nhức óc, làm cho mạch máu toàn thân người ta giãn nở. Nói là một cây cỏ non, trên thực tế không hề nhỏ, nó cao khoảng nửa mét, cành lá xòe ra, tỏa ra từng quầng sáng màu trắng như kiếm vân, tràn ngập kiếm ý như một vị vương giả. Đây chính là cỏ kiếm hoàng ư. Lâm Nhất phóng tầm mắt ra xa, lướt qua mặt hồ gợn sóng rồi nhìn thẳng vào cỏ kiếm hoàng, ánh mắt khó có thể che giấu được hứng thú. Không chỉ hắn, rất nhiều nhân tài đồng minh ở xung quanh hồ cũng nhìn chằm chằm vào cỏ kiếm hoàng. Toàn thân óng ánh như ngọc, kiếm ý như một vị vương giả khiến cỏ kiếm hoàng thoạt nhìn không giống như vật phàm ở nhân gian. Nó vô cùng huyền diệu, làm người ta thèm muốn. Chỉ nhìn thôi mà kiếm ý trong cơ thể đã khó có thể ức chế, ham muốn đến từ bản năng thôi thúc họ độc chiếm cỏ kiếm hoàng cho riêng mình. Nếu những võ giả khác ở đây thì có lẽ không đến nỗi như vậy, nhưng tất cả những võ giả đã lĩnh ngộ kiếm ý đều không thể kiềm chế được khát vọng dành cho cỏ kiếm hoàng. Nhưng mọi người dường như rất ăn ý, tất cả đều không vội vã ra tay. Dưới lớp mặt nạ, vẻ mặt của Lâm Nhất bình tĩnh đến lạ thường, không có chút gợn sóng. Hòn đảo giữa hồ thoạt nhìn như bình lặng, nhưng thật ra nó không yên ả như trong tưởng tượng, kiếm ý làm cho mạch máu người ta giãn nở kia không hề đơn giản. Những người đến đây đều là nhân tài kiệt xuất, ít nhiều gì cũng biết nhẫn nại, ngay cả Cố Vân Phi đầy tự tin của Liên Minh Tu La cũng không hành động mù quáng. Gừ! Bỗng nhiên một tràng tiếng gầm rú của dã thú vang lên, vài con yêu thú huyền võ tầng 6 điên cuồng xông tới. Ở đằng sau vang lên từng tiếng hét thảm thiết. Một số kẻ xui xẻo bị trọng thương ngay tại chỗ, ngay sau đó tắt thở, chết một cách thê thảm. Hô! Những con yêu thú này nhảy vọt về phía hòn đảo giữa hồ với khí tức cuồng bạo, trong nháy mắt chúng đã đáp xuống trên hòn đảo, nhưng chúng vừa tiếp đất thì đã có làn gió kiếm sắc bén từ dưới mặt đất cửa qua. Vù! Yêu thú huyền võ tầng 6 da dày thịt béo lập tức bị gió kiếm cửa cho máu chảy ràn rụa, nhìn thấy mà phát hoảng. Nhưng dù vậy đám yêu thú này vẫn cực kỳ ngoan cường, cố chấp lao về phía có kiếm hoàng. Đối mặt với nhiều yêu thú đột nhiên xuất hiện, rất nhiều thủ lĩnh của các liên minh ở ven hồ đều khẽ biến sắc. Dù thế nào đi nữa, bầy yêu thú này thực sự rất khó giải quyết, ưu thế về cơ thể của chúng tốt hơn họ quá nhiều. Mọi người cũng đã nhìn thấy thực lực của bầy yêu thú này. Nếu chúng ta còn coi nhau là địch, chém giết lẫn nhau, cuối cùng cỏ kiếm hoàng chắc chắn sẽ thuộc về bầy yêu thú. Thay vì như thế tốt hơn hết là chúng ta nên họp sức để giết lũ súc vật này trước. Khi mọi người đang hoảng loạn, Cố Vân Phi của Liên Minh Tu La nhìn về phía các đại đồng minh, cười đề nghị. Chương 796. Tuy thực lực của hắn ta mạnh, xếp hạng 19 bảng nhân, nhưng hắn ta chỉ có một mình, không có nhiều ưu thế khi đối đầu với nhiều liên minh như vậy. Huống hồ còn xuất hiện thêm một bầy yêu thú, chúng khiến hắn ta càng nhức đầu hơn. Ta không có ý kiến, dù sao thì cũng không thể để cỏ kiếm hoàng rơi vào tay lũ súc vật này. Nhiếp Thiên của Liên Minh Tử Vân, người trước đó vẫn luôn giữ im lặng, lên tiếng đúng lúc, nói với ánh mắt bình tĩnh. Hi hi, nếu Nhiếp huynh đã nói như vậy, ta và Ngụy huynh cũng không có ý kiến. Tiêu Phong và Ngụy Tùng Hàn nhìn nhau, sau đó cười đáp. Giết đám yêu thú này trước rồi tranh cỏ kiếm hoàng cũng được. Dù sao hai người họ cũng liên minh với nhau, dù gặp phải Cố Vân Phi cũng không sợ. Ta cũng không có ý kiến. Hàn Phong hạng 26 bảng nhân cũng lên tiếng phát biểu ý kiến của mình. Tất cả những đại đồng minh có năng lực tranh đoạt cỏ kiếm hoàng ở xung quanh hồ kiếm lần lượt tỏ thái độ, chỉ còn lại đám người Lâm Thu Sam và Cố Bắc Huyền vẫn chưa lên tiếng. Lâm Thu Sam nhỏ giọng hỏi, Trung Vân Tiêu, huynh nghĩ sao? Dưới mặt nạ quỷ, Lâm Nhất nở nụ cười nghiền ngẫm, rõ ràng là Cố Vân Phi muốn mượn tay yêu thú để làm suy yếu thực lực của các liên minh này. Hắn ta thật sự cho rằng cỏ kiếm hoàng ở chỗ này nhất định sẽ là vật trong túi của mình ư? Lâm Nhất nhỏ giọng trả lời, không sao cả, cứ đồng ý trước đi, đám yêu thú này đúng là rất chướng mắt. Lâm Thu Sam lập tức cao giọng. Liên minh quỷ hỏa cũng đồng ý với ý kiến của Cố sư huynh. Vậy thì ra tay thôi. Cố Vân Phi nói năng rất khí phách, nhưng trong lòng lại cười khẩy. Hắn ta rút thanh kiếm khổng lồ màu đen ra,
xung phong lướt qua mặt hồ, lao thẳng về phía đám yêu thú đang giãy giụa giữa làn gió kiếm, từ trên không trung chém một nhát. Bùm! Tia kiếm mang tỏa ánh sáng lạnh màu đen hạ xuống nhanh như chớp, một con yêu thú huyền võ tầng 6 ở chính giữa bị chém trúng, máu bắn tung tóe, con yêu thú có kích thước bằng một ngọn núi nhỏ cứ thế bị một nhát kiếm chém lùi lại. Kiếm pháp này cũng khá mạnh đấy. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Lâm Nhất trở nên nghiêm túc, kiếm pháp của Cố Vân Phi khá giống với Long Hổ Quyền, chiêu nào ra chiêu đó, mạnh mẽ bá đạo. Nếu một người cùng cấp bậc với hắn ta bị chém trúng, có lẽ người nọ đã mất sức chiến đấu. Hành động của Cố Vân Phi chính thức tuyên bố trận chiến giữa yêu thú và các đệ tử ngoại môn trên hòn đảo bắt đầu. Chúng ta cũng xông lên nào, mọi người nhớ cẩn thận, làn gió kiếm trên đảo rất đáng sợ. Một tia sáng lóe qua trong mắt Lâm Thu Sam, nàng ta khẽ quát, nếu tiếp tục đứng yên sẽ khó tránh khỏi việc bị chỉ trích. Cố Bắc Huyền nói nhỏ, Trung huynh, lát nữa huynh đừng cố hết sức, chúng ta sẽ tạo cơ hội cho huynh dùng thất huyền bộ cướp lấy cỏ kiếm hoàng. Cứ làm vậy đi. Lâm Nhất tỏ ra rất bình tĩnh, trong cuộc hỗn chiến, tất cả các liên minh có mặt ở đây đều có mục đích riêng của mình. Nếu ai đó thật sự ngu ngốc tập trung chém giết yêu thú, người đó đã được định sẵn là không có duyên với cỏ kiếm hoàng. Trò hay chỉ vừa mới bắt đầu. Gió kiếm mạnh quá. Lâm Nhất vừa bước chân lên rìa hòn đảo giữa hồ đã cảm nhận được luồng gió mạnh phát ra từ cỏ kiếm hoàng. Những quầng kiếm vẫn màu trắng và gió lớn đan xen vào nhau, kiếm ý sắc bén vô hình vô ảnh hòa lẫn vào trong gió rít. Chương 797. So với những con yêu thú với cơ thể cứng rắn trên đảo, võ giả nhân loại vừa phải dùng chân nguyên hộ thể, vừa phải chiến đấu nên khá bất lợi. Vào lúc này, ở mỗi nơi cỏ kiếm hoàng sinh trưởng đều diễn ra cuộc hỗn chiến giữa con người và yêu thú. Cảnh tượng khá tàn khốc, thỉnh thoảng lại có võ giả xui xẻo chết dưới móng vuốt của yêu thú, máu đọng thành vũng, nhưng không ai hỏi han, cũng không ai đoái hoài đến. Cỏ kiếm hoàng toàn thân như ngọc, trong suốt óng ánh, ẩn chứa kiếm ý dồi dào, có sức hấp dẫn quá chí mạng đối với mọi người. Trong lúc đánh nhau hỗn loạn cũng có người định nhân cơ hội đi đoạt cỏ kiếm hoàng, nhưng chưa đi được xa đã bị gió kiếm cửa đến thương tích đầy mình, chết dưới móng vuốt của yêu thú. Yêu thú có kích thước khổng lồ, lớp vảy và da có sức phòng ngự đáng kinh ngạc, rất khó để phá vỡ lớp phòng ngự từ núi thịt của những con yêu thú này. Cuộc tranh đoạt cỏ kiếm hoàng khó khăn hơn so với trong tưởng tượng, rất nhiều đệ tử tông môn thấy vậy đều lùi lại, bắt đầu tranh đoạt ba giải tường thủy từ trên trời rơi xuống hòn đảo. Tường thủy nhập thể cũng có thể giúp tu vi tăng lên rất nhiều, hiệu quả tốt hơn nhiều so với đan dược. Ầm ầm, khi số lượng võ giả tham gia cuộc chiến không ngừng tăng lên, vô số bóng người qua lại làm cho cuộc chiến trên hòn đảo càng thêm hỗn loạn. Yêu thú bắt đầu dần dần rơi vào thế yếu. Nhưng những con yêu thú phát cuồng này tung ra đủ loại chiêu thức cũng khiến mọi người cực kỳ đau đầu. Có con phóng khí độc, có con phun lửa, có con thì mắt có thể bắn ra những tia sáng lạnh thấu xương, nếu chúng phải sẽ bị đóng băng. Tất cả những võ giả bị trúng khí độc, bị trúng lửa và đóng băng đều lập tức phát ra tiếng hét thảm thiết, nhanh chóng lùi về sau. Những con yêu thú chạy tới vào phút chót này đều thuộc cấp bậc bá chủ trong yêu thú. Chúng không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn vô cùng xảo quyệt, khá là khó chơi. Bùm bùm bùm. Trên hòn đảo không quá rộng giữa lòng hồ, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, máu chảy ra nhuộm đỏ cả mặt hồ. Chỉ có cây cỏ kiếm hoàng óng ánh kia vẫn hiên ngang đứng đó, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng lên bầu trời, sáng loáng như một thanh kiếm sắc bén. Lũ yêu thú này thật đáng sợ. Cố Bắc Huyền và Lâm Thu Sam cùng nhau cật lực đối phó với một con huyền thiết ma ngưu, toàn thân nó cứng như sắt thép, lưỡi kiếm chém vào chỉ để lại dấu vết mờ nhạt. Nếu không nhờ hai người đều nắm giữ kiếm ý, tu vi thâm hậu, thì có lẽ ngay cả phòng ngự cũng không thể phá vỡ. Hô! Một vệt sáng vàng xuất hiện ở đằng sau hai người, Lâm Nhất lao tới như một tia chớp, giơ tay tung một cú đấm, sức mạnh 5 vạn cân trào ra. Bùm! Thanh âm của chiến đỉnh viễn cổ vang lên trên không trung như sấm chớp, huyền thiết ma ngưu toàn thân đen nhánh hét lên vì đau, ngay tức khắc bị cú đấm của Lâm Nhất đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất rồi đau đớn kêu rên. Chương 798. Đa tạ Trung huynh. Lâm Thu Sam thở phào, vội vàng nói cảm ơn. Cố Bắc Huyền cười khổ, Trung huynh, suy nghĩ trước đó của ta có vẻ hơi ngây thơ,
quá khó để mở một con đường từ đám yêu thú này. Dưới mặt nạ quỷ, Lâm Nhất cười khẽ, đừng lo lắng, đám yêu thú này đang gặp bất lợi về số lượng, nếu tiếp tục chiến đấu chắc chắn sẽ chỉ còn một con đường chết, không bao lâu nữa sẽ có thay đổi. Ý huynh là chúng sẽ rút lui ư? Hai mắt Cố Bác Huyền sáng rực lên, hắn ta tiếp lời. Lâm Nhất gật đầu, đám yêu thú này đều có linh trí, thông minh không thua gì con người, dù có kiếm hoàng có hấp dẫn đến đâu cũng không quan trọng bằng tính mạng của chúng. Tỷ tỷ. Đúng lúc này, Lâm Yên sợ hãi gọi một tiếng, mấy người nhanh chóng nhìn qua, mặt lập tức biến sắc. Chỉ thấy Tiêu Phong và Ngụy Tùng Hàn đang đối phó với một con hổ xích diễm, giả vờ không đánh lại, vừa đánh vừa lùi, dụ con hổ xích diễm này đến chỗ của ba liên minh. Không ít đệ tử của liên minh phá quân, liên minh quỷ hỏa và liên minh viêm nguyệt bị liên lụy đã có rất nhiều người bị thương nặng. Hai người liên tục cười khẩy. Từng bước dụ con hổ xích diễm huyền võ tầng 6 cấp bậc bá chủ này về phía đám người Lâm Yên và Điền Phi. Chết tiệt! Lâm Thu Sam và Cố Bác Huyền lập tức nổi giận, không ngờ hai người này lại hèn hạ như thế. Gừ! Con huyền thiết ma nghiêu chưa kịp ra tay đã bị Lâm Nhất đánh bay trước đó điên cuồng gầm lên, lại vọt qua. Hai người các ngươi đối phó con huyền thiết ma nghiêu này trước đi, để ta qua đó. Lâm Nhất chưa nói dứt lời đã lao đi. Để lại từng tàn ảnh trong cuộc chiến hỗn loạn giữa võ giả và yêu thú. Chỉ sau 7, 8 bước, hắn đã tới trước mặt đám người Lâm Yên như một tia chớp. Gầm, hổ xích diễm toàn thân đỏ rực như đến từ địa ngục, nhảy lên rồi bổ nhào qua, cơ thể khổng lồ của nó chắn hết ánh sáng, tạo thành cái bóng bao phủ lấy mọi người. Dưới bóng của nó, đám người Lâm Yên đã sợ tới mức mặt không còn chút máu. Trong không trung, Tiêu Phong và Ngụy Tùng Hàn bật lùi lại, khóe miệng hai người cong lên nụ cười lạnh lùng, thần sắc u ám đáng sợ. Đi, chỉ với con hổ xích diễm này thôi đã đủ để cho bọn họ ngồi uống một ấm trà rồi. Đánh với ta à, còn non lắm. Tiêu Phong đáp xuống đất, trên mặt thoáng qua một nụ cười khinh thường và lạnh lùng. Ánh mắt Ngụy Tùng Hàn quét qua, nhìn về phía xa, trầm giọng nói, chuyến này chướng ngại lớn nhất vẫn là Cố Vân Phi. Người này có một bộ Phả Vân kiếm pháp thực sự khiến người ta phải kiêng dè. Tiêu Phong lắc đầu nói, loại người này không có được thành tựu gì đâu, đơn thương độc mã, cho dù hắn có cướp được cỏ kiếm hoàng thì đã sao, có đi được khỏi đây không? Người đáng phải kiêng dè vẫn là Nhiếp Thiên của Liên minh Tử Vân và Hàn Phong của Liên minh Khô Thủy. Chương 799. Dầm. Lời của hắn ta còn chưa kịp nói hết, một âm thanh kêu gào vang vọng trong không trung. Tiếp sau đó chuyển đến tiếng nổ lớn. Hai người vội vàng nhìn qua, là cảnh tượng con hổ xích diễm nằm vật trên mặt đất đang đau đớn lăn lộn. Ngọn lửa trên cơ thể thiêu đốt mặt đất xung quanh thành một màu đen xì. Trung Vân Tiêu, Tiểu Phong và Ngụy Tùng Hàn nhìn thấy Lâm Nhất chắp tay sau lưng đứng chắn trước mặt nhóm người Lâm Yên. Lại là thằng nhãi này. Ngụy Tùng Hàn lạnh mặt. Hay là giải quyết người này trước đi. Trong mắt Tiêu Phong thoáng qua vẻ lạnh lẽo, thấp giọng nói với Ngụy Tùng Hàn. Rào. Nhưng đúng vào lúc này, một hiện tượng khác thường đột nhiên xảy ra, yêu thú trên cả hòn đảo như thủy triều rút lui vào trong nước hồ, không tiếp tục chém giết với đệ tử tông môn nữa. Xoạt xoạt sốt. Hiện tượng khác thường này đột nhiên phát sinh khiến tất cả mọi người ngây ra mất một lúc, vô số bóng người bật cười như phát điên, sải bước xông về phía cỏ kiếm hoàng. Cố Vân Phi vác theo thanh kiếm khổng lồ, xung phong lên trước, nếu có đệ tử tông môn nào chặn trước mặt hắn ta sẽ thẳng tay chém bay kẻ đó, cách hắn ra tay còn hung hãn hơn cả đối với yêu thú. Nhiếp Thiên của Liên minh Tử Vân và Hàn Phong của Liên minh Khô Thủy không cam tâm bị tụt hậu, dẫn theo rất nhiều thủ hạ điên cuồng lao theo. Đi! Nét mặt Tiêu Phong và Ngụy Tùng Hàn đều biến sắc, không còn tiếp tục quan tâm đến Lâm Nhất nữa, bóng người bay qua. Cũng lao như điên về phía cỏ kiếm hoàng. Sự việc xảy ra đột ngột khiến ba người Lâm Thu Sam và Cố Bác Huyền loáng lên một cái, nhanh chóng đến bên cạnh Lâm Nhất, tụ họp lại một chỗ. Trung huynh, thực sự bị ngươi nói trúng rồi. Trong giọng nói của Lâm Thu Sam có chút sốt ruột, trầm giọng nói, bây giờ làm thế nào? Cố Bác Huyền nhìn bóng lưng Tiêu Phong và Ngụy Tùng Hàn ở phía xa xa, lạnh giọng nói, nếu không phải vì hai gã chết tiệt kia, Trung huynh cũng không đến nỗi bị người ta đi trước một bước. Không vội, lấy được cỏ kiếm hoàng không khó, cái khó là sau khi lấy được cỏ kiếm hoàng phải làm thế nào.
Lâm Nhất bình tĩnh nói, nếu như ta lấy được cỏ kiếm hoàng, hy vọng chư vị có thể đứng về phía ta, xong việc, ta chắc chắn sẽ chia một ít cỏ kiếm hoàng cho chư vị. Lấy được cỏ kiếm hoàng, khó không? Ít nhất đối với Lâm Nhất mà nói thì không tính là khó, cái khó là sau khi lấy được rồi phải làm thế nào để đối diện với sự bao vây của đám người đang đỏ mắt thèm thuồng này. Dựa vào một mình hắn, cho dù có thể may mắn rời đi, cũng khó tránh không bị lộ thân phận hoặc bị trọng thương. Nhưng nếu như nhóm người Lâm Thu Sam có thể cùng hắn đối mặt thì sự việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chương 800. Lâm Thu Sam nghiêm túc nói, Trung huynh yên tâm, có câu nói này của ngươi là đủ rồi, nếu như có thể lấy được có kiếm hoàng, chúng ta chắc chắn sẽ cùng tiến cùng lui với ngươi. Ta cũng thế. Cố Bắc Huyền và Trần Lăng đều không hề do dự, nói mà không cần suy nghĩ. Nếu không có Lâm Nhất, bọn họ gần như không thể tranh được với những người khác, lại càng không có con đường nào khác để lựa chọn. Đồng ý. Bên dưới lớp mặt nạ quỷ, Lâm Nhất nở một nụ cười khẽ, kim ô ấn sau lưng thoáng lấp lánh, tiếp đó liền hóa thành luồng kim quang liên miên không dứt, bộc phát ra ngoài, cơ thể hẳn lao thẳng về phía cỏ kiếm hoàng. Tốc độ nhanh quá. Lâm Thu Sam giật mình hô lên một tiếng, mà ngay sau đó lại vung tay lên, giúp Trung Vân Tiêu mở đường. Đệ tử của ba liên minh lập tức hành động, không dám có chút chậm trễ nào. Trước mắt, cuộc chiến tranh giành cỏ kiếm hoàng đã chính thức bước vào giai đoạn tranh đấu kịch liệt nhất. Thất huyền bộ của Lâm Nhất đã đại thành, tốc độ cực nhanh, nguyên cả đường đã tránh thoát được vô số thế tấn công sắc bén, đội luồng kiếm phong mạnh mẽ, cả một đường đi đã đánh lui rất nhiều đòn tấn công. Bỗng nhiên, có mấy luồng kiếm mang sắc bén như cuồng phong bão tố chém về phía Lâm Nhất. Rầm. Sắc mặt Lâm Nhất thoáng lạnh, quay người vung mạnh một chưởng ra, cùng một lúc đấm nát hết tất cả luồng kiếm mang đó. Là những nhân tài của Liên minh Tử Vân, bọn họ thấy Lâm Nhất đã sắp bắt kịp Nhiếp Thiên nên ra tay hòng chặn hắn lại. Thằng nhóc này. Bốn người của Liên minh Tử Vân chứng kiến một quyền này của Lâm Nhất đã đánh nát hết mấy luồng kiếm mang của bọn họ thì mặt mày tái mét. Chơi với các ngươi một chút vậy. Vẻ mặt Lâm Nhất lạnh lùng, một giây sau, hàn quang trong đáy mắt lóe lên, hai cánh tay giang mạnh, thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Cả người trông hệt như kim ô thượng cổ, cái bóng lay động một thoáng đã đến ngay trước mặt bốn người. Ra quyền như kiếm, xuất kiếm như quyền, kiếm kình tử diên hùng hồn bá đạo hòa cùng với sức mạnh long tượng, rít gào xuất ra. Muốn chết. Bốn người đều là những đệ tử tinh nhuệ của Liên minh Tử Vân, tu vi bản thân đã sớm đạt đến cảnh giới huyền võ tầng thứ tư đỉnh phong. Nhìn thấy Lâm Nhất không biết tự lượng sức, lại còn chủ động đánh đến đây liền vội vàng xuất ra sát chiêu, muốn dứt khoát băm vằm Lâm Nhất. Nhưng kiếm thế mênh mông mà bốn người liên thủ thi triển vừa đụng đã vỡ, chỉ trong chớp mắt đã sụp đổ hoàn toàn. Phụt! Quyền mang khủng khiếp mang theo kiếm kình sắc bén. Ăn mòn dần vào trong cơ thể của bốn người, sắc mặt bọn họ lập tức trắng bệch, nôn ra một ngụm máu tươi. Mà sau khi chân nguyên hộ thể bị sụp đổ, bọn họ bị kiếm phong cuồng bạo, sắc bén cắt qua làm cho thương tích đầy mình, nội thương và ngoại thương đồng thời phát tác. Ngay tức khắc ngã nhào trên mặt đất, đau đớn vô cùng, bọn họ đã không còn sức để chiến đấu nữa. Mạnh quá! Người này là ai? Nghe nói tên là Trung Vân Tiêu. Một người chưa từng được nghe đến tên, thật là mạnh đến đáng sợ. Trong cục diện hỗn loạn vô cùng, một quyền của Lâm Nhất đã đánh bại đệ tử tinh nhuệ của Liên minh Tử Vân, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Chương 801 Phá Sơn Kiếm Pháp. Phải biết bốn người này đều là cảnh giới huyền võ tầng thứ tư đỉnh phong, nhưng Trung Vân Tiêu đeo mặt nạ quỷ này lại chỉ vung một quyền đã hạ gục được bọn họ. Chặn hắn lại, chặn hắn lại. Nhiếp Thiên của Liên minh Tử Vân đang ở phía trước, mặt lập tức biến sắc, vội vàng hô hoán những người khác trong Liên minh Tử Vân chặn Lâm Nhất lại. Nhân vật tầm cỡ này, nếu như đợi hắn đi về phía trước thì sợ rằng việc tranh đoạt cỏ kiếm hoàng sẽ nảy sinh biến số. Hàn Phong của Liên minh Khô Thủy cũng biến sắc, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng, trầm giọng nói, đệ tử Liên minh Khô Thủy nghe lệnh, chặn đường kẻ này, tuyệt đối không được để hắn đến gần cỏ kiếm hoàng. Đệ tử Liên minh Hỏa nghe lệnh, nhất thiết phải chặn được Trung Vân Tiêu lại. Đệ tử Liên minh Nghịch Thủy nghe lệnh, chặn giết Trung Vân Tiêu. Sắc mặt Tiêu Phong và Ngụy Tùng Hàn đều khó coi như nhau, lớn tiếng quát. Cây cao đón gió, người nổi bật dễ bị ganh ghét,
Lâm Nhất lộ ra tài năng bậc này, khó tránh khỏi đột ngột sinh ra nhiều kẻ địch. Đừng mơ! Lâm Thu Sam và Cố Bác Huyền mặt mũi xa sầm, dẫn theo đệ tử đồng minh của mình nhanh chóng tiến lên. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, làm sao có thể để đám người này quấy nhiễu đến Lâm Nhất? Cố Vân Phi đang dẫn đầu, quay lại nhìn thì bật cười lạnh lùng, trái lại giúp hắn đỡ tốn sức. Giết! Trong bối cảnh hỗn loạn, rất nhiều đệ tử của các đồng minh giống như cơn thủy triều tràn về phía Lâm Nhất, muốn chặn đứng hắn lại. Ngây thơ! Bên dưới lớp mặt nạ quỷ, Lâm Nhất bật cười một tiếng lạnh lùng, hai tay kết ấn, nguy nga bất động, chân nguyên khắp người sao động không ngừng. Huyền ảnh mê tông, như nhật tại thiên. Đúng vào lúc tất cả mọi người tưởng Lâm Nhất đã ngây ngốc rồi thì hắn bỗng quát lên một tiếng, xiêm áo phần phật, tóc dài tung bay. Khắp cả người từ trên xuống dưới phát ra luồng kim quang rực rỡ chói mắt, thân ảnh mơ hồ giống như một vầng thái dương lúc ban mai, theo đôi cánh tay giang ra, cơ thể hắn bay thẳng lên trời. Hồng hộc. Cơ thể giống như con thần điêu thượng cổ, trong không trung quét qua một luồng kim quang nhanh như thiểm điện, lại như kinh hồng, loáng lên một cái rồi biến mất ngay phía trên đầu tất cả mọi người. Đợi đến khi Lâm Nhất hạ xuống mặt đất, cỏ kiếm hoàng thân bóng như ngọc, trong suốt lấp lánh đã cách hắn không quá nghìn mét. Cố Vân Phi trên mặt đang nở nụ cười tươi rói, ngay lập tức ngây ra như phỗng. Không chỉ hắn ta, trong đáy mắt của Tiêu Phong, Ngụy Tùng Hàn, Nhiếp Thiên và Hàn Phong đều là kinh hoàng. Điều này không thể nào. Tất cả mọi người đều không ngờ đến được, Lâm Nhất chỉ dựa vào một chiêu như nhật tại thiên mà đã vượt qua hết tất cả mọi người. Cho dù là dẫn trước rất xa, Cố Vân Phi mới vừa rồi còn đang dương dương tự đắc, cảm thấy Lâm Nhất đã thu hút hết sự chú ý của tất cả mọi người thì giờ đây cũng không thể ngờ được. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, cỏ kiếm hoàng chỉ còn cách Lâm Nhất 1.000 mét, không tin cũng phải tin. Cướp cỏ kiếm hoàng với ta, muốn chết. Cố Vân Phi chủ động tấn công trước, trên vai vác thanh kiếm màu đen khổng lồ. Quét lên một trận kiếm phong quay cuồng, va chạm mạnh với luồng kiếm phong mà cỏ kiếm hoàng phát ra, tạo nên một tiếng nổ vang trời chấn động màng nhĩ. Bỗng nhiên, thế tấn công mà một kiếm này tạo ra, dường như đã đánh nát cả uy áp mà cỏ kiếm hoàng phát ra. Phá sơn kiếm pháp. Chiêu này vừa xuất ra, bỗng gây lên từng đợt tiếng kêu kinh hãi phát ra từ hòn đảo giữa lòng hồ. Chương 802 chặn một kiếm này trước đã. Cố Vân Phi đứng thứ 18 bảng nhân, kiếm pháp nổi danh bởi sự cứng rắn, mạnh mẽ bá đạo, sức mạnh bộc phát cực lớn. Xem xét hết cả hòn đảo giữa lòng hồ này, người có thể tiếp một chiêu của hắn chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người có thể tiếp một kiếm của hắn mà còn không bị trọng thương thì hầu như không có. Bất luận là Nhiếp Thiên của Liên minh Tử Vân, hay là Hàn Phong của Liên minh Khô Thủy, lại hoặc là Tiêu Phong và Ngụy Tùng Hàn đều không hề tự tin có thể làm được. Nếu đánh nhau với hắn ta, hoặc là dựa vào ưu thế về số lượng, hoặc là đợi cho đến khi hắn ta sức cùng lực kiệt rồi mới tấn công. Một kiếm này vừa khéo đúng lúc Lâm Nhất đáp xuống đất, thậm chí còn chưa kịp xoay người. Kiếm này của hắn ta vừa mới đánh vỡ uy áp của cỏ kiếm hoàng, từ không trung chém xuống, kiếm mang chưa kịp chạm đến đã vang lên tiếng nổ lốp bốp trong không trung, chấn động khiến mảng nhĩ rung lên. Giết hắn đi! Tiêu Phong và Ngụy Tùng Hàn, trong mắt hai người này thoáng qua vẻ hung tàn, bọn họ đã ngứa mắt với Lâm Nhất từ lâu. Mắt thấy cơ hội hiếm có, nên ngay lập tức cùng tung người nhảy lên, chuẩn bị không để cho Lâm Nhất có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, tranh thủ thời cơ đánh rắn dập đầu. Người này không thể giữ lại. Nhiếp Thiên của Liên minh Tử Vân và Hàn Phong của Liên minh Khô Thủy đã thống nhất chung một mục tiêu rất nhanh. So với Cố Vân Phi đơn thương độc mã, phía sau người này còn có ba liên minh Quỷ Hỏa, Phá Quân và Viêm Nguyệt, vì vậy càng khó đối phó hơn. Trước mắt, Cố Vân Phi đang chống lại hắn, đây chính là cơ hội tuyệt vời nhất. Giết! Kiếm tuốt khỏi vỏ, sát ý ngút trời, hai người dường như đồng thời ra tay cùng một lúc. Tiếp ngay sau đó là Tiêu Phong và Ngụy Tùng Hàn, mỗi người một chiêu, phong mang mặc dù không thể bá đạo được bằng Cố Vân Phi, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, mà còn nhiều hơn một chút biến số, cũng vô cùng khó nhằn. Trong một lúc, trên hòn đảo giữa lòng hồ, năm người có thực lực mạnh nhất đều liên thủ với nhau để giết Lâm Nhất. Cục diện nguy hiểm vô cùng.
phía sau lưng là cuộc chiến giữa các đại đồng minh khác cùng với nhóm người Lâm Thu Sam, bọn họ thấy vậy thì sắc mặt xám ngoét, ảm đạm hẳn lên. Cô Bắc Huyền khẽ giọng than thở, đạo hạnh cao hơn người, ắt sẽ bị bài xích thôi. Lâm Nhất vừa rồi, một bước vượt qua hết tất cả mọi người giành lấy vị trí dẫn đầu, nhưng cũng đồng thời thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tỷ, mau nghĩ cách đi. Lâm Yên có chút sốt ruột nói. Lâm Thu Sam có lòng mà lực bất tòng tâm, chỉ có thể cười khổ, nàng ta đâu có biết Thất Huyền Bộ. Cho dù biết thì cũng chắc chắn không tu luyện được đến cảnh giới như của Trung Vân Tiêu. Tình hình trước mắt đầy nguy hiểm, nhưng nàng ta lại có lòng tin kỳ lạ đối với Trung Vân Tiêu. Luôn cảm thấy người này sẽ không dễ dàng mạo hiểm, hắn chắc chắn vẫn còn rất nhiều sức mạnh chưa thi triển ra hết. Những thứ trước mắt này, vào lúc hắn thi triển như nhật tại thiên, chắc chắn đã dự liệu được từ trước rồi. Khá thú vị. So với sự lo lắng và kinh hãi của người ngoài, Lâm Nhất bên dưới lớp mặt nạ lại có vẻ bình tĩnh hơn mức bình thường. Chặn một kiếm này trước đã. Chương 803 một cái búng tay đã hất văng. Nhìn kiếm mang màu đen khí thế mạnh mẽ chọc vỡ uy áp của cỏ kiếm hoàng đang chém mạnh xuống. Lâm Nhất khẽ lắc đầu, tốt mã rẻ cùi, đây mà cũng tự xưng là kiếm pháp cứng rắn bá đạo, ngoài ta ra thì còn người nào nữa. Đáng tiếc, không thể thi triển Long Hổ Quyền, nếu không, thực muốn để cho đối phương được mở mang tầm mắt. Để hắn ta biết được cái gì mới gọi là cứng rắn bá đạo. Vậy mà không tránh. Cố Vân Phi đáp xuống từ trong không trung, khóe môi thoáng qua nụ cười vặn vẹo, trong trí tưởng tượng của hắn ta, Lâm Nhất cho dù không thể tránh được thì cũng phải cố gắng tránh đi chỗ yếu hiểm của mình, nhưng người này lại chẳng thèm né tránh mà đứng yên bất động. Không biết tự lượng sức, vậy thì đi chết đi. Vì sao phải tránh? Lâm Nhất đứng chắp tay sau lưng. Nhìn kiếm mang màu đen đang chém xuống, lúc nhấc tay lên, ngón tay cong lại bắn ra. Keng! Một cái búng tay nhẹ nhàng vừa nhanh vừa mạnh khiến mọi người bật thốt kêu lên. Nhát kiếm có thể gọi là đáng sợ bị cái búng tay của Lâm Nhất hất ra. Trước sức chấn động cực mạnh, mặt mũi Cố Vân Phi trắng bệch, chỉ cảm thấy thanh kiếm khổng lồ màu đen trong tay bị mất khống chế, như muốn tuột khỏi tay hắn ta. Sau khi tiếp đất, kiếm mang phát ra một tiếng động lớn, hắn ta thất thểu lùi về sau mấy bước. Một cái búng tay đã hất văng. Trên hòn đảo giữa lòng hồ, tất cả mọi người đều há hốc mồm, đứng ngây ra như phỗng. Nhìn Lâm Nhất như mặt trời trên cao, một mình một ngựa xông lên, vượt qua tất cả mọi người, ai cũng ngạc nhiên. Đây chính là Cố Vân Phi, hạng 19 bảng nhân. Cố Vân Phi cũng không phải hạng người vô danh. Nhưng lại bị người này nhẹ nhàng búng văng ra như một con chó con mèo. Còn chuyện gì khoa trương hơn chuyện này nữa không? Không ngờ luồng kiếm thế mạnh mẽ, bá đạo khiến người ta sợ hãi kia lại ngoan ngoãn như một chú mèo con ở trước mặt hắn. Trung Vân Tiêu, rốt cuộc hắn đã làm được bằng cách nào? Hô! Một tiếng xé gió vang lên, chợt có tia sáng lạnh chiếu vào người Lâm Nhất, hắn nhìn qua, mặt lập tức tối sầm lại. Lại là hai tên này, đúng là âm hồn không tan. Trên giữa không trung, Tiêu Phong và Ngụy Tùng Hàn đang lao qua thì thấy Lâm Nhất dùng một cái búng tay đánh bay Cố Vân Phi, lập tức sợ mất hồn mất vía. Nhưng hai người ra tay quá nhanh, bây giờ muốn lui cũng không lui được, chỉ có thể cắn răng liều mạng. Khí thế của hai người còn không bằng Cố Vân Phi, trong lòng Lâm Nhất không hề ý muốn ra tay. Cút đi! Một tiếng quát lạnh phát ra từ dưới mặt nạ quỷ. Lâm Nhất nhấc một chân lên, sau đó nhanh chóng đạp mạnh xuống như núi. Oanh! Cú đạp này ẩn chứa tử diên kiếm kình dồi dào và khí huyết sôi trào, cùng với lực lượng long tượng như dã thú viễn cổ. Dưới sự kết hợp của hai lực lượng này, khi chân Lâm Nhất chạm đất, ngay lập tức đất rung núi chuyển, bụi bay mù trời, luồng gió kiếm sắc bên trên đảo cũng ngừng thổi. Phụt phụt! Chương 804 có thể lùi lại được ư? Tiêu Phong và Ngụy Tùng Hàn còn chưa tới gần đã bị hộc máu văng ra xa. Nhiếp Thiên và Hàn Phong ra tay sau cảm thấy đầu óc như nổ tung, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Cả hai vội vàng thu tay lại, không màng bị phản phệ, nhanh chóng lùi lại, sau khi tiếp đất, họ lại lùi thêm 3 bước nữa mới miễn cưỡng đứng vững. Một cái búng tay đánh bay hạng 18 bảng nhân,
một cú đạp đẩy lùi Tiêu Phong và Ngụy Tùng Hàn. Lâm Nhất không chút băn khoăn, vừa thể hiện ra thực lực chân chính của mình đã khiến tất cả mọi người kinh hãi, không dám lên tiếng. Ngoại trừ tiếng gió kiếm rít từng hồi, trên hòn đảo giữa hồ không còn âm thanh nào khác. Cùng nhau xông lên. Cố Vân Phi cầm chặt kiếm, hét lên một tiếng rồi xung phong xông lên. Giết hắn. Tiêu Phong và Ngụy Tùng Hàn lau máu trên khóe miệng, không chút do dự lại tung sát chiêu. Hàn Phong và Nhiếp Thiên chần chừ, sau đó cắn răng, đưa ra lựa chọn tương tự. Sẽ không có ai cam lòng cứ thế từ bỏ cỏ kiếm hoàng. Khó khăn lắm họ mới đi tới được đây, đâu thể dễ dàng bỏ qua được. Nhìn năm người lấy lại uy thế, hợp sức tấn công, vẻ mặt Lâm Nhất hơi bất đắc dĩ, vẫn chưa hết hy vọng sao. Nếu hắn không kiêng dè gì, không sợ bại lộ thân phận, chỉ cần một chiêu của Long Hổ Quyền là có thể giải quyết. Nhưng rõ ràng đây không phải là lúc bại lộ thân phận, lúc này năm người hợp sức lại thật sự khá phiền phức. Nếu đã vậy thì cứ để Hoa Tử Diên mặc sức nở rộ đi. Lâm Nhất nhắm mắt lại. Hắn đọc thầm một chữ sinh, 47 cánh Hoa Tử Diên ở vùng đan điền lần lượt nở rộ. Đợi đến khi tất cả đều nở rộ, bên trong cơ thể Lâm Nhất tràn ngập Tử Diên kiếm kình giống như dung nham tích tụ trước khi núi lửa phun trào. Tử Diên kiếm quyết tầng 7 đỉnh phong được thi triển triệt để, mặc sức bùng nổ. Như trái tim ta, như kiếm của ta, cháy lên đi Hoa Tử Diên. Ngay khi Lâm Nhất mở mắt ra, trong mắt hắn lập lòe ánh sáng, Tử Diên thánh hỏa bừng cháy trên những cánh hoa trong vùng đan điền, mãi không dập tắt. Vừa nhìn thấy ánh mắt của Lâm Nhất, năm người đang lao nhanh tới lập tức dùng mình, cảm thấy toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Ý định thoái lui bỗng dưng dâng lên trong lòng họ. Có thể lùi lại được ư? Bùm! Lâm Nhất đấm một cú, trong cơ thể vang lên tiếng leng keng, chân nguyên rồi rào kèm theo kiếm ý vô tận điên cuồng trào ra như núi lửa phun trào. Một tia kiếm quang cùng với quyền mang rít gào lao đi. Ở trong mắt năm người, tia kiếm quang này như một con rồng khổng lồ lao đến, họ chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay, trên người họ bị thủng trăm nghìn lỗ. Máu chảy ràn rụa, đầy những vết thương đáng sợ. Rầm rầm rầm. Chương 805 mạnh một cách không tưởng tượng nổi. Mấy người lần lượt rơi xuống đất, bụi đất cuồn cuộn bốc lên, họ giãy giụa quỳ dưới đất, nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt kinh hoàng. Sâu kiến còn tham sống thì thiên chi kiêu tử của ngoại môn kiếm các như các vị đừng đến dò xét giới hạn của ta, sẽ mất mạng đấy. Lâm Nhất thu tay lại, phất tay áo lên. Không thèm để ý tới mấy người đang trợn mắt ngoác mồm kia nữa, quay lưng bước về phía cỏ kiếm hoàng cách đó nghìn mét. Thiên chi kiêu tử của ngoại môn. Đám người Cố Vân Phi quỳ dưới đất, không đứng dậy nổi, lòng đầy khổ sở, lời này nghe chói tai như một lưỡi kiếm sắc bén. Nếu họ được coi là thiên chi kiêu tử, vậy khi so sánh với Trung Vân Tiêu thì là gì? Mạnh. Quá mạnh. Mạnh một cách không tưởng tượng nổi. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng Lâm Nhất, đầu óc ở trong trạng thái choáng váng. Khi xoay người lại, Lâm Nhất nhìn về phía cây cỏ kiếm hoàng toàn thân như ngọc, óng ánh trong suốt ở cách đó 1.000 mét với vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù chỉ còn 1.000 mét nữa, nhưng hắn biết 1.000 mét này không dễ đi. Cùng lúc đó, ở 6 nơi cỏ kiếm hoàng sinh trưởng còn lại cũng đã có người giành được địa vị giống Lâm Nhất. Ai cũng căng thẳng. Người thì dựa vào kiếm ý bản thân, người thì dựa vào cơ thể cứng rắn, cũng có người dựa vào tu vi thâm hậu của mình để chống lại luồng gió kiếm đáng sợ, sải bước đến gần cỏ kiếm hoàng. Một cây cỏ bình thường mà dám xưng hoàng, nó có thể dở trò gì được. Lực lượng long tượng cổ xưa nổi lên trên người, hắn không hề chùn bước, sải bước đi tới. Gió kiếm trong 1.000 mét này giống như thú dữ gầm thét. Sau khi đi được 500 mét, gió kiếm như có thực thể, ngay cả Lâm Nhất có tu vi thâm hậu, hơn nữa còn có long tượng chiến thể, mà cũng phải bước đi một cách khó khăn. Mỗi bước đi đều có máu bắn tung tóe, trên người vết thương chồng chất. Không chỉ hắn, mà những người ở nơi cỏ kiếm hoàng sinh trưởng còn lại, sau khi đi được 500 mét thì cũng biến sắc mặt. Bất kể là Sở Hạo Vũ, Giang Phong hay Diệp Tu đều cảm nhận được áp lực khổng lồ. Lâm Nhất trầm tư. Nếu hắn tiếp tục tiến về trước,
dù có hái được cỏ kiếm hoàng thì cũng sẽ bị thương nặng. Lạ thật, tại sao Tử Diên kiếm quyết của hắn lại khôi phục nhanh như vậy? Trong lúc suy tư, Lâm Nhất kinh ngạc phát hiện Tử Diên kiếm quyết mà vừa rồi hắn đã tiêu hao quá mức đang khôi phục với tốc độ nhanh hơn bình thường gấp mấy lần, trong tình huống không dùng đan dược và luyện hóa linh ngọc. Lâm Nhất nhìn về phía cỏ kiếm hoàng cách đó 500 mét, hai mắt sáng rực lên. Lẽ nào Tử Diên kiếm quyết được truyền thừa từ thời thượng cổ hoàng kim này có thể hấp thu kiếm ý rồi rào ẩn chứa trong làn gió kiếm? Chương 806 sắp có kết quả rồi sao? Đúng, nhất định là vậy. Nói cho cùng, làn gió kiếm mênh mông này cũng đến từ cỏ kiếm hoàng, kiếm vân mà nó tản ra cũng là một loại năng lượng. Lâm Nhất lập tức thầm cười to, lặng lẽ thi triển Tử Diên kiếm quyết. Làn gió kiếm thổi tới như thú dữ lập tức trở nên suy yếu, hóa thành từng luồng kiếm ý rồi rào rót vào cánh hoa Tử Diên ở đan điền. Chân nguyên bị tiêu hao khôi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, tu vi bản nguyên cũng bắt đầu tăng lên theo. Thật thú vị! Lâm Nhất nhếch môi cười, kìm nén sự hớn hở trong lòng, nhanh chân bước về phía trước. Ở 500 mét cuối cùng, hắn càng đi càng dễ dàng. Không chỉ vậy mà tu vi của hắn còn tăng lên một phần ngay trước mặt mọi người, dường như sắp đột phá bình cảnh của huyền võ tầng 4. Hô! Vì không còn trở ngại nên rất nhanh Lâm Nhất đã đi hết đoạn đường 500 mét. Hắn duỗi tay ra chộp lấy cỏ kiếm hoàng, sau đó nhổ cả rễ của nó lên. Xoạt! Sau khi cỏ kiếm hoàng được nhổ lên, một tia kiếm quang phóng thẳng lên trời, xuyên qua đám mây lập tức biến mất. Cùng lúc đó, ở 6 nơi cỏ kiếm hoàng sinh trưởng còn lại, đám người Sở Hạo Vũ vẫn còn đang chật vật, nghiến răng chống chọi lại cơn gió kiếm cuồng bạo để tiến về trước. Ở phía xa, trên bục quan vân trên cao lập tức trở nên sôi trào. Từ góc nhìn của họ có thể dễ dàng thấy được một trong 7 tia kiếm quang phóng thẳng lên trời đột nhiên biến mất. Đã có người lấy được cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên. Ha ha ha, có kết quả rồi, chắc chắn là Sở Hạo Vũ. Ngoài hắn ra còn có thể là ai? Bạch Đình trưởng lão cầm tách trà, cười ha hả. Các trưởng lão khác cũng mỉm cười, lờ đãng nhìn lướt qua Lạc Phong, nghĩ đến vụ cá cược 5.000 viên linh ngọc nhị phẩm, chẳng mấy chốc nữa ông ta sẽ thua sạch túi. Lâm Nhất, sao Lâm Nhất có thể giành được cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên? Vèo. Trên đỉnh núi Mai Kiếm, một người cưỡi kiếm điêu xuyên qua bầu trời, nhanh chóng bay tới. Một người trưởng lão từ trên lưng kiếm điêu nhảy xuống, ông ta nhanh chóng chạy về phía vòng tròn nơi các trưởng lão đang ngồi với vẻ mặt nghiêm túc. Sắp có kết quả rồi sao? Các thủ lĩnh của Lạc Già Sơn, Liên minh Quân Tử, Liên minh Tu La, Liên minh Cô Tinh và những liên minh khác lập tức cảm thấy hồi hộp, vội vàng vây quanh chỗ các trưởng lão. Tất cả đều muốn được biết trước là ai đã hái được cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên. Việc gì phải gấp? Đương nhiên người đầu tiên là Sở Hạo Vũ, không thể là ai khác. Chương 807 nếu không có người thắng thì bỏ chứ sao? Vương Diễm cũng không vội vã, cười tủm tỉm chậm rãi bước tới. Bẩm Lạc trưởng lão và Bạch trưởng lão, đã có kết quả về người hái được cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên. Người trưởng lão từ trong núi Mai Kiếm đi ra, kính cẩn bẩm báo. Bạch Đình Đung đưa tách trà, cười nhẹ, nói đi. Đệ tử ngoại môn hái được cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên chính là Trung Vân Tiêu. Soảng! Tách trà trong tay Bạch Đình lập tức rơi xuống đất rồi vỡ tan tành, không phải Sở Hạo Vũ. Từ khi nào ngoại môn kiếm các lại xuất hiện một người tên Trung Vân Tiêu? Người giành được cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên không phải Sở Hạo Vũ, Diệp Tu hay Giang Phong, mà là một người chưa ai nghe nói đến. Bạch Đình đầy tự tin lập tức trợn mắt lên. Không chỉ ông ta mà những trưởng lão khác và thủ lĩnh của các liên minh cũng sửng sốt. Ai là Trung Vân Tiêu? Ai là Trung Vân Tiêu? Từ các trưởng lão trên bục quan vân cho tới thủ lĩnh của các liên minh đều ngẩn người. Họ chưa nghe nói đến cái tên này bao giờ, cả đám trưởng lão mở to mắt nhìn nhau, hoàn toàn sững sờ. Vụ cá cược 5.000 viên linh ngọc nhị phẩm gây chấn động, với mấy trăm liên minh đặt cược. Kết quả người giành được cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên không phải Sở Hạo Vũ được mọi người hy vọng, cũng không phải Diệp Tu và Giang Phong khá được yêu thích, và cũng không phải Lâm Nhất ít được chú ý.
mà là một cái tên chưa từng nghe nói, tất cả các trưởng lão và thủ lĩnh các liên minh đã tự tin tuyên thệ đều bị vả mặt. Cái quái gì vậy, ai mà biết Trung Vân Tiêu này là ai? Chưa nghe nói bao giờ, hoàn toàn không biết, không có tin đồn nào cả. Có khi nào là mấy người không quan tâm thứ hạng không? Ta cũng có quen biết một số người như vậy, tất cả họ đều là những kẻ cuồng tu luyện, chỉ biết đi ra ngoài lịch luyện chém giết hoặc về tông môn vào vạn kiếm đồ tu luyện, thực lực và tu vi rất đáng sợ. Nếu nói như vậy thì cũng có khả năng lắm, dù sao ngoại môn cũng có mấy chục nghìn người, không ai dám cam đoan không có cao thủ ẩn nấp. Nhưng kết quả này làm người ta bất ngờ thật đó, thực sự không thể ngờ tới được. Mọi người trên bục quan vân bàn tán vô cùng sôi nổi, ai ai cũng đang dò hỏi lai lịch của Trung Vân Tiêu. Bạch Đình, người tự tin chắc chắn là Sở Hạo Vũ, có vẻ mặt cực kỳ khó coi, ông ta nhìn về phía trưởng lão báo tin, người có chắc là không nhầm chứ? Uy áp của Cỏ Kiếm Hoàng cực kỳ đáng sợ, làm sao có người có thể hái được Cỏ Kiếm Hoàng trước Sở Hạo Vũ? Vị trưởng lão kia run rẩy, cảm nhận được cơn giận của Bạch Đình, áp lực như núi, trầm giọng đáp, đúng thật tên là Trung Vân Tiêu, lão phu nghe rất rõ, hắn đi cùng đám người Lâm Thu Sam, nhìn có vẻ rất thân thiết. Ngươi lui xuống đi, tiếp tục giữ gìn trật tự của cuộc chiến đồng minh. Ha ha, cuộc chiến đồng minh càng ngày càng thú vị. Lạc Phong cười tủm tỉm ra lệnh, ông ta cũng rất ngạc nhiên, không ngờ người giành được cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên là một người tên Trung Vân Tiêu chưa từng nghe nói. Nhưng như thế cũng tốt, chỉ cần không phải Sở Hạo Vũ là được, ít nhất thì bây giờ lão già Bạch Đình không thể cười nổi. Vậy tiền đặt cược này tính thế nào? Nói đúng ra thì tất cả chúng ta đều thua. Nếu không có người thắng thì bỏ chứ sao? Đúng đúng đúng, mọi người đều thua, nếu không có người thắng thì phải lấy lại số tiền đặt cược này. Chương 808, tên quái quỷ này từ đâu xuất hiện vậy? Các trưởng lão thầm cảm thấy may mắn, đang định lấy lại tiền đặt cược thì Lạc Phong cười lớn, ai nói không có người thắng. Nếu cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên do Trung Vân Tiêu giành được, thì 5.000 viên linh ngọc nhị phẩm này đương nhiên phải đưa cho Trung Vân Tiêu. Hoang đường. Bạch Đình cười khẩy, Trung Vân Tiêu. Ai mà biết con chuột nhắt này từ đâu xuất hiện, cuộc chiến đồng minh mới vòng một thôi, chưa biết được vòng hai hắn còn có thể sống sót hay không. Đưa cho hắn, cho một người chết à. Lạc lão quỷ, ta thấy ông càng ngày càng lú lẫn rồi đấy. Đúng vậy, có trời mới biết Trung Vân Tiêu từ đâu xuất hiện, hắn nhờ chó ngáp phải ruồi thôi. Cuộc chiến đồng minh mới vòng một thôi, dựa vào đâu mà cho hắn. Ha ha. Đừng nói là Lạc trưởng lão tức giận vì vòng này Lâm Nhất không xuất hiện nhé. Đúng đấy, ván cược này đâu phải Lâm Nhất thắng. Nếu là Lâm Nhất thắng, chúng ta sẽ cam tâm tình nguyện đưa số linh ngọc nhị phẩm này cho ông. Trung Vân Tiêu, ha ha, bây giờ hắn nổi tiếng nhất thời, nhưng có thể đi tiếp vào vòng 2 hay không vẫn là một ẩn số. Tất nhiên các trưởng lão đều không muốn đưa linh ngọc nhị phẩm cho tên Trung Vân Tiêu gì đó, họ cược ít nhất cũng 400-500 viên linh ngọc nhị phẩm, đây không phải một con số nhỏ. Có Bạch Đình đi đầu, những người khác cũng có can đảm hơn. Lạc Phong cười không để bụng, chỉ trầm giọng bảo, Bạch Đình lão quỷ, mặt ông cũng dày lắm, vậy chúng ta cứ chờ xem sao. Bạch Đình không chịu thua, cau mày nổi giận, chờ xem thì chờ xem, ta sợ ông chắc. Tên Trung Vân Tiêu này không thể giấy lên sóng gió, đương nhiên Lâm Nhất cũng không thể giấy lên sóng gió gì. Sau khi đám người Sở Hạo Vũ luyện hóa Cỏ Kiếm Hoàng, thực lực nhất định sẽ có chênh lệch với Lâm Nhất. Cỏ Kiếm Hoàng và Đan Kiếm Vân là một sự kết hợp hoàn hảo, sau khi luyện hóa sẽ có hiệu quả ngay lập tức. Bất luận là kiếm ý, tu vi hay cảm ngộ võ đạo đều sẽ tăng mạnh. Việc có Cỏ Kiếm Hoàng hay không khá quan trọng đối với cuộc chiến đồng minh. Vì chắc chắn Sở Hạo Vũ sẽ lấy được cây Cỏ Kiếm Hoàng đầu tiên nên khi bị Trung Vân Tiêu vả mặt, Bạch Đình cảm thấy rất khó chịu. Sau một hồi la lối om sòm, ông ta vẫn chưa chút giận hết, còn cười nhạo, Lạc Phong lão quỷ, cho dù vòng này có thua hay không, chỉ cần Lâm Nhất chết ở núi Mai Kiếm, người thắng cuối cùng vẫn là ta. Lạc Phong híp mắt lại, ông chắc chắn vậy sao? Ta sợ dù mặt ông có to cỡ nào thì tới lúc đó cũng không đủ để cho người ta vả đây này. Hừ, cứ chờ xem. Đã đắc tội 10 người đứng đầu bảng nhân mà còn không lấy được Cỏ Kiếm Hoàng, hắn dựa vào đâu để tranh?
vẫn chưa biết được hắn có thể qua ải này để đi vào vòng hai không kìa. Cả đám trưởng lão trên bục đều nổi nóng, tranh chấp nhau khó phân thắng bại. Thủ lĩnh của các đại đồng minh ở bên dưới lại bình tĩnh hơn nhiều, ai cũng tỏ ra nghi hoặc, không hiểu lắm. Trung Vân Tiêu, tên quái quỷ này từ đâu xuất hiện vậy? Vẻ mặt Vương Diễm cũng hơi khó coi, hắn ta ỷ có Sở Hạo Vũ, cho rằng Sở Hạo Vũ nhất định sẽ lấy được cây cỏ kiếm hoàng đầu tiên, không ngờ cuối cùng lại bị người khác đoạt mất. Chương 809 rốt cuộc hắn là quái vật từ đâu xuất hiện? Những người khác thấy Vương Diễm khó chịu thì không dám nhiều lời, thay nhau khuyên giải. Hân Nhiên đưa mắt nhìn về phía núi Mai Kiếm ở bên dưới, trầm tư suy nghĩ. Mạc Thành ở bên cạnh thì cảm thấy đau lòng, các trưởng lão được phép lấy lại tiền cược, nhưng đệ tử bọn họ đều thua sạch tiền đặt cược. Nhà cái lấy hết, không ai cược thắng nên tên đệ tử mở cược đã ăn hết linh ngọc do các liên minh đặt cược. Đáng tiếc 50.000 viên linh ngọc của sư tỷ cứ thế đã thua sạch, nghĩ lại cũng thấy hơi bực. Thấy Hân Nhiên im lặng, hắn ta cho rằng cô ta cũng tiếc, bèn nhỏ giọng an ủi, sư tỷ, thật ra 50.000 viên linh ngọc cũng không phải một con số lớn, tỷ không cần phải tự trách mình. Mạc Thành, người có cảm thấy cái tên Trung Vân Tiêu này hơi lạ không? Nào ngờ Hân Nhiên không hề để bụng, cô ta chỉ xoay người lại, cười xoa cằm hỏi. Trung Vân Tiêu, cái tên này có gì lạ đâu ạ? Chẳng qua chúng ta chưa nghe nói mà thôi, ngoại môn có mấy chục nghìn người, còn có rất nhiều đệ tử chưa nghe nói tới. Mạc Thành gãi đầu, khó hiểu trả lời. Vậy ư? Ý cười hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Hân Nhiên, dáng vẻ suy tư chau mày làm cho người ta tưởng tượng xa vời. Trên bục Quan Vân ai cũng nghi hoặc, bàn tán xôn xao. Trong núi Mai Kiếm, đám người Lâm Thu Sam trên hòn đảo giữa hồ lại khiếp sợ, im lặng như tờ. Không tiếng gió thổi, cũng không ai lên tiếng. Mọi người đều không ngờ Trung Vân Tiêu lại mạnh đến thế, hắn chịu đựng cơn gió kiếm như thú dữ, từng bước đến gần nhổ cây cỏ kiếm hoàng này lên. Đám người Cố Vân Phi và Tiêu Phong bị Lâm Nhất đánh ngã nằm dưới đất không dậy nổi, trong mắt họ tràn đầy kinh ngạc. Họ còn ảo tưởng rằng sau khi Lâm Nhất bị gió kiếm làm bị thương nặng, có lẽ họ vẫn có cơ hội lật ngược tình thế, lấy lại những gì đã mất trước đó. Suy cho cùng, khi bị một kẻ vô danh áp đảo bằng một cú đấm ngay trước mặt nhiều người như vậy, bất kể là ai cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Đặc biệt là câu nói cuối cùng của Lâm Nhất, sâu kiến còn tham sống, câu nói uy hiếp đầy trắng trợn này làm cho mấy người vô cùng xấu hổ. Nhưng bây giờ mọi ảo tưởng đều đã tan vỡ. Lâm Nhất không chỉ dễ dàng lấy được cỏ kiếm hoàng, thậm chí từ 10 bước cuối cùng, cứ mỗi bước đi thì tu vi của hắn lại tăng lên một phần. Sau 10 bước, chân nguyên hùng hậu và mênh mông trong cơ thể hắn không ngừng sao động, rõ ràng hắn đã đột phá bình cảnh, có thể đả thông sợi huyền mạch thứ 5 bất cứ lúc nào. Trung Vân Tiêu, rốt cuộc hắn là quái vật từ đâu xuất hiện? Cố Vân Phi nằm dạp dưới đất, không cam lòng siết chặt nắm đấm nện mạnh xuống đất. Tỷ tỷ, Trung Vân Tiêu lấy được rồi. Sau một lúc ngạc nhiên, Lâm Yên dẫn đầu lên tiếng hoan hô, so với những người khác kinh ngạc, nàng ta cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng. Lâm Thu Sam tỏ ra bình tĩnh, tia khác thường lóe qua trong mắt nàng ta. Thấy Lâm Yên nhìn về phía mình, nàng ta mới gượng gạo nở nụ cười. Cố Bắc Huyền và Trần Lăng cười miễn cưỡng nhìn nhau. Chương 810 nếu ngươi không cần. Đương nhiên ta sẽ không ép buộc. So với Lâm Yên đơn thuần, tâm trạng ba người đều khá nặng nề, cả ba người họ đều không ngờ tới cục diện trước mắt. Nếu kế hoạch không có gì ngoài ý muốn, dù Lâm Nhất không bị gió kiếm làm bị thương nặng thì ít nhất cũng phải tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Nhưng Lâm Nhất chẳng những không bị thương mà tu vi còn tăng mạnh. Trong tình huống này có ai dám ngăn cản hắn? Không ai cả. Lâm Nhất hoàn toàn không cần nhờ vào ba liên minh bọn họ cũng có thể dễ dàng rời đi. Nếu đã như vậy, Lâm Nhất sẽ chia cỏ kiếm hoàng cho họ sao? Một thứ quý hiếm như thế, chỉ có kẻ ngu mới chia cho người khác. Lâm Yên kéo tay Lâm Thu Sam, cười bảo, tỷ tỷ, mau nhìn kìa, Trung Vân Tiêu đang lại gần chúng ta. Nhưng sau khi kéo, nàng ta lại phát hiện Lâm Thu Sam không nhúc nhích. Quay đầu nhìn sang thì bất ngờ phát hiện không chỉ Lâm Thu Sam, mà Cố Bắc Huyền và Trần Lăng cũng không nhúc nhích,
Cuối cùng Lâm Yên cũng nhận thấy có gì đó không đúng, nhíu mày hỏi, mọi người làm sao vậy? Trần Lăng cười gượng, tiểu nha đầu như cô thì biết gì, không thấy rõ tình hình à? Bây giờ Trung Vân Tiêu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ai có thể cản được? Nếu chúng ta chủ động đi qua, hắn sẽ cho rằng chúng ta đòi chia cỏ kiếm hoàng. Lâm Thu Sam và Cố Bắc Huyền đều im lặng. Lâm Yên tức giận, không đâu, Trung đại ca nhất định sẽ chia cho mọi người, huynh ấy không phải loại người này. Ba người cười gượng lắc đầu, không phản bác lại. Cỏ kiếm hoàng là một món địa bảo thiên tài khiến người ta có thể đánh đổi tính mạng để mạo hiểm có được. Làm sao Lâm Yên có thể biết được những lợi ích to lớn mà nó mang lại? Trong lúc họ nói chuyện, Lâm Nhất thi triển thất huyền bộ, nháy mắt đã đi tới trước mặt mấy người, hiện tại người đông phức tạp, các vị đi theo ta trước, đến nơi vắng người ta sẽ phân phát cỏ kiếm hoàng cho mọi người. Hắn luôn sòng phẳng, không thích sông dài. Thái độ thẳng thừng như thế khiến ba người Lâm Thu Sam sửng sốt, tự hỏi mình có nghe lầm hay không. Nhìn thấy vẻ mặt của họ, dưới mặt nạ, Lâm Nhất tỏ ra hơi khó hiểu. Ta đã nói rồi, Trung đại ca nhất định sẽ chia cỏ kiếm hoàng cho mọi người, vậy mà mọi người không tin ta. Trên mặt Lâm Yên lại tràn đầy ý cười, nụ cười ấy rất rạng rỡ. Nghe vậy, Lâm Nhất không nhịn được bật cười, lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Ở vị trí của họ, quả thật sẽ có những lo lắng như thế. Nhưng mọi người đã đi cùng nhau suốt chặng đường, đối đãi tử tế với nhau, Lâm Nhất đã hứa thì sao có thể thất hứa. Trần Lăng hơi thử, Trung huynh có thật là huynh muốn chia cỏ kiếm hoàng này cho chúng ta? Nếu ngươi không cần, đương nhiên ta sẽ không ép buộc. Dưới mặt nạ, Lâm Nhất cười khẽ trả lời. Cần chứ sao ta có thể không cần một bảo vật như thế được? Trần Lăng không khỏi mừng như điên, vội vàng đáp. Chương 811 hắn không hề nương tay tung ra một quyền. Lâm Thu Sam và Cố Bắc Huyền liếc nhìn nhau, sau đó cả hai đều nhìn về phía Lâm Nhất với vẻ kính trọng. Sau khi hết kinh ngạc, rất nhiều người trên hòn đảo giữa hồ nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt phức tạp. Cỏ kiếm hoàng cứ thế đã bị Lâm Nhất cướp mất, không ai cam lòng cả. Dù sao họ cũng đã rất khổ cực. Khó khăn lắm mới đến được nơi cỏ kiếm hoàng sinh trưởng, thậm chí còn có đồng đội phải trả giá bằng mạng sống. Đáng tiếc thực lực mà Lâm Nhất thể hiện ra quá khủng khiếp, nếu không có ai xung phong thì có lẽ không ai dám ra tay. Cho dù không cam lòng cũng phải nhịn. Cỏ kiếm hoàng đã vào tay, Lâm Nhất cũng không muốn ở lại đây thêm nữa, nhanh chóng cùng đám người Lâm Thu Sam rời đi. Các đệ tử Liên Minh Hỏa nghe lệnh, chặn đường giết Trung Vân Tiêu. Không được để hắn đi. Ngay khi đám người Lâm Nhất nghĩ không ai dám ra tay thì có một tiếng quát lớn vang lên trên hòn đảo tĩnh lặng, nó như sấm chớp dưới mặt đất, làm chấn động cả bốn phía. Là Tiêu Phong. Trước đó Tiêu Phong đã bị Lâm Nhất đánh bị thương, khi thấy hắn sắp an toàn đem cỏ kiếm hoàng rời đi thì cảm thấy không cam lòng. Hắn ta đứng dậy, phẫn nộ hét lên để kích thích tính khát máu và lòng tham của tất cả mọi người ở đây. Để mọi người cùng nhau tấn công Lâm Nhất. Hắn ta vừa dứt lời, tất cả mọi người trên đảo lập tức trở nên xôn xao, nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt không được tốt lắm. Đám người Cố Vân Phi, Hàn Phong và Nhiếp Thiên lại kinh ngạc nhìn Tiêu Phong, tên này điên rồi sao? Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng họ cũng dao động. Nếu lúc này họ không vùng dậy, không thể lôi kéo mọi người cùng nhau tấn công Lâm Nhất thì sẽ không còn cơ hội nào đoạt được cỏ kiếm hoàng. Chết tiệt, lại là hắn ta. Lâm Yên tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, tên Tiêu Phong này không biết chừng mực chút nào, thật đáng ghét. Trước đó Trung đại ca đã tha cho hắn ta một mạng, thế mà hắn ta còn muốn gây sự. Thú vị. Dưới mặt nạ quỷ, Lâm Nhất nhếch môi cười, vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Chân nguyên cuồn cuộn không ngừng sôi trào. Điên cuồng rót vào trong kim ô ấn ở sau lưng Lâm Nhất, tức khắc có ánh sáng vàng lóe lên. Hai tay khoan thai giang ra, cánh chim óng ánh sắc vàng ầm ầm giang ra, đưa Lâm Nhất bay thẳng lên trời. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc không nói nên lời, ngay sau khi vừa dứt lời, với khí thế cuồng bạo, khí huyết toàn thân sôi trào như bốc cháy, lực lượng long tượng tràn ngập toàn thân, Lâm Nhất lao đi như một con dã thú thượng cổ hung hãn. Hắn không hề nương tay tung ra một quyền.
Không. Tiêu Phong sợ vỡ mật, mặt mũi trắng bệch không còn chút máu, hắn ta hoàn toàn không thể đỡ được cú đấm này trong trạng thái đang bị thương nặng. Bùm. Nhưng cú đấm với quyền mang như kiếm, phát ra tiếng xé gió chói tai, đã đấm vào ngực hắn ta nhanh như tia chớp. Rầm, trong tiếng nổ động trời, trước ngực Tiêu Phong bị thủng một lỗ to bằng cái bát, tắt thở ngay tại chỗ. Chương 812 Tiêu Phong cứ thế đã chết rồi sao? Hai mắt Tiêu Phong trợn to, hắn ta chết không nhắm mắt, ngã rầm xuống đất. Chuyện này, Tiêu Phong cứ thế đã chết rồi sao? Thất huyền bộ của hắn đã ngưng kết thành kim ô ấn. Đám người Cố Vân Phi vừa mới dục dịch đã sợ tái mặt, đứng tại chỗ run bần bật. Họ hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Lâm Nhất, toàn thân run rẩy không ngừng, nỗi sợ hãi vô tận len lỏi khắp trái tim, không còn ý muốn tranh đoạt cỏ kiếm hoàng. Đệ tử của các liên minh khác trên đảo cũng lập tức thu lại ánh mắt không tốt, sợ hãi nuốt nước bọt, chân bất giác run rẩy. Quá nhanh, tính khát máu trong lòng mọi người còn chưa được kích phát hoàn toàn, Tiêu Phong xung phong gây hấn đã ngã xuống, chết không nhắm mắt. Mọi người đều không ngờ tới kết cục như vậy. Mặc dù cách Lâm Nhất ra tay trước đó khiến người ta hết sức kinh hãi, nhưng hắn chưa giết người nào nên họ đều cảm thấy khá may mắn. Cảnh hiện tại giống như một cú đánh vào đầu, khiến đầu óc mọi người ong ong. Bịch. Trung sư huynh, chúng ta không có ý gì với huynh đâu, tất cả là do tên Tiêu Phong này xúi giục. Trung sư huynh minh xét, chúng ta thật sự không dám trở thành kẻ thù với huynh. Sợ bị liên lụy. Đám đệ tử Liên Minh Hỏa đều mặt xám như tro, đồng loạt quỳ xuống cầu xin. Lâm Nhất nhìn cũng không thèm nhìn, ánh mắt hắn nhìn vào Ngụy Tùng Hàn. Ngụy Tùng Hàn đột nhiên cảm thấy lưng đổ mồ hôi lạnh, hắn ta biết ánh mắt này của Lâm Nhất là có ý gì. Vừa rồi hắn ta chậm một bước, chỉ chậm một bước là sẽ chuẩn bị đứng lên cùng Tiêu Phong, kêu gọi đệ tử Liên Minh nghịch thủy công kích Trung Vân Tiêu rồi. Loài kiến tham sống sợ chết nhưng luôn có kẻ không biết tự lượng sức mình, muốn kiến càng rung cây. Ta không giết các người, không phải vì ta không có khả năng này, mà là ta giết chết các người chỉ đơn giản như bóp kiến mà thôi. Tự lo cho mình đi. Lâm Nhất hừ một tiếng, xoay người rời đi. Đám đông chen chúc tự động nhường đường, nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt kính nể. Trung Vân Tiêu, người này khẳng định có thể sánh ngang với 10 hạng đầu bảng nhân. Cố Vân Phi nhìn theo bóng lưng Lâm Nhất, cắn răng nói, người này nhất định là yêu nghiệt. Chỉ là hắn ta thật sự nghĩ không ra từ bao giờ mà ngoại môn của kiếm các lại có thêm một tên yêu nghiệt thế này. Đã có ví dụ là Tiêu Phong, không còn ai dám có ý đồ với Lâm Nhất nữa, chỉ có thể đưa mắt nhìn theo hắn rời đi. Một lát sau, trong rừng núi hẻo lánh, Lâm Nhất lấy cỏ kiếm hoàng trong suốt như pha lê, trắng tinh như ngọc, tản kiếm ý hoàng đế ra. Ánh sáng trắng, thủy tinh trong suốt chói lọi bắt mắt, linh khí thiên địa nồng đậm tản ra, hít vào một hơi là tinh thần sẽ sảng khoái, toàn thân thoải mái, kiếm ý trong cơ thể ấm áp. Chương 813 được, có thời gian ta sẽ đến. Đây chính là cỏ kiếm hoàng sao? Cho dù không thể ngưng tụ kiếm ý, chỉ riêng tinh hoa nhật nguyệt mà nó chứa đựng thôi cũng đã đủ để gọi là bảo vật quý hiếm rồi. Trần Lăng nhìn chằm chằm cỏ kiếm hoàng, hai mắt phát sáng. Có cảm giác như đang mơ. Vẻ mặt Lâm Thu Sam và Cố Bắc Huyền cũng rất cảm khái, đến giờ họ vẫn không tin được Lâm Nhất thật sự sẽ chia bảo vật quý hiếm thế này cho mình. Đúng thế, chuyến đi này cũng đáng. Lâm Nhất cầm cỏ kiếm hoàng mà vô cùng cảm động, sau đó hắn hái lá ra, đưa cho mỗi người một nhánh. Đa tạ Trung Sư Huynh. Đúng là hổ thẹn, chuyến đi này không giúp được gì cho Trung Sư Huynh. Ngược lại huynh còn chia cỏ kiếm hoàng cho chúng ta nữa. Trung huynh, Lâm Thu Sam nợ huynh một ân huệ, sau này cần gì huynh cứ nói với ta một tiếng. Ba người trịnh trọng cảm tạ, vô cùng biết ơn, nhất là Lâm Thu Sam, nàng ta nhìn Lâm Nhất với ánh mắt rất thành khẩn, tỏ ý hắn hãy nhận lời hứa này. Dưới lớp mặt nạ quỷ, Lâm Nhất nở nụ cười nhạt, ai lại từ chối ân huệ của tông tộc Lâm Thị ở Đại Tần Đế Quốc này chứ? Một nụ cười nhẹ hiện lên trên mặt Lâm Thu Sam, nàng ta biết đây chỉ là lời nói khách sáo của Trung Vân Tiêu, nhìn phong cách hành sự của hắn nào sẽ để ý đến thân phận trực hệ tứ đại tông tộc của mình.
Lâm Yên không để ý đến cỏ kiếm hoàng lắm mà chỉ cười nhẹ bảo, Trung sư huynh, cuộc chiến đồng minh sắp bắt đầu vòng 2 rồi, huynh sẽ đi cùng chúng ta chứ? Thôi, đến lúc đó sợ ta sẽ thêm phiền phức cho mọi người. Đến vòng 2 muốn không tiết lộ danh tính rất khó. Ứng phó với 10 hạng đầu bảng nhân chắc chắn sẽ không đơn giản như đối phó với đám Cố Vân Phi hay Tiêu Phong, bọn họ đều có sát chiêu chủ chốt, lơ là một chút sẽ trọng thương ngay. Đặc biệt là 3 hạng đầu bảng nhân, ai cũng không thể coi thường. Lâm Nhất không sợ, binh đến tướng chặn, nhưng nếu ảnh hưởng đến người khác thì không hay. Ồ! Trong mắt Lâm Yên có một chút thất vọng. Nàng ta nói nhỏ, vậy nếu sau này Trung sư huynh đến đế đô thì nhớ tới nhà chúng ta chơi nhé, ta và tỷ tỷ sẽ tiếp đãi huynh. Được, có thời gian ta sẽ đến. Lâm Nhất khẽ mỉm cười, chắp tay chào tạm biệt. Sau khi hắn đi được một đoạn, Lâm Yên mới lưu luyến rời mắt, nhìn Lâm Thu Sam hỏi, tỷ à, tỷ nghĩ huynh ấy có tới nhà chúng ta không? Lâm Thu Sam cười bảo, nhà đầu muội nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ đã động lòng rồi? Người ta có diện mạo thế nào muội còn chẳng biết kia mà. Đúng, người này đeo mặt nạ suốt, chắc chắn rất xấu xí. Điền Phi ra vẻ đoan chính, nghiêm túc nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Yên bỗng trở nên không vui, lông mày hơi cau lại, trừng mắt bảo, hừ, đeo mặt nạ thì sao? Người mới xấu ấy, cả nhà người đều xấu, đúng là lắm miệng. Phụt! Trần Lăng không nhịn được bật cười, miệng lưỡi cô gái này thật sắc bén, may mà lần này người bị quở trách không phải mình. Điền Phi nịnh nọt cống hiến cả chặng đường rơi vào tình cảnh này cũng là do tự chuốc lấy. Lâm Nhất tốt như thế mà người ta vừa đi, người đã quay ra nói xấu hắn. Chương 814 nên luyện hóa cỏ kiếm hoàng rồi. Đáng đời ngươi bị mắng. Điền Phi đỏ mặt, buồn bực không vui, câu này là do ngươi nói với ta mà. Lâm Thu Sam nghiêm nghị nói, rời khỏi đây trước đã, đến đường kiếm chủng không biết sẽ còn gặp phải phiền phức gì nữa, mọi người đừng lơi là cảnh giác. Từ cuộc tranh giành cỏ kiếm hoàng là có thể nhìn ra cuộc chiến đồng minh năm nay hơi mất kiểm soát. Lần này tông môn chơi lớn thật rồi. Sau khi tạm biệt nhóm Lâm Thu Sam, Lâm Nhất tìm một nơi yên tĩnh rồi không ngừng kiểm tra, khẳng định xung quanh không có ai. Tinh hoa nhật nguyệt và kiếm ý hoàng đế trong cỏ kiếm hoàng phần lớn đều chứa trong thân chính, chia cho mọi người một ít cành lá cũng không sao. Nhưng dù có sao thì nên chia, hắn vẫn sẽ chia. Hắn trở tay, 5 viên đan kiếm vân xuất hiện trong lòng bàn tay. Cỏ kiếm hoàng và đan kiếm vân kết hợp với nhau có thể đạt được hiệu quả hoàn hảo, dung hợp với nhau có thể tăng hiệu quả lên gấp bội. Đúng là thứ tốt. Sau khi luyện hóa chắc có thể khiến tử diên kiếm quyết của mình thăng lên tầng 8, mở sợi huyền mạch thứ 5 cũng coi như chuyện đương nhiên. Đến lúc đó, có oán hắn sẽ báo oán, có thù hắn sẽ báo thù. Người của liên minh quân tử liên tục tìm kiếm hắn trong suốt cuộc hành trình, thậm chí còn phát lệnh truy nã. Nếu hắn không đủ bình tĩnh thì đã ra tay từ lâu rồi, chẳng ai muốn sống chui sống lủi như chuột, bị bắt khắp nơi như vậy cả. Cứ chờ xem, vòng thứ 2 của cuộc chiến đồng minh, hắn nhất định sẽ cho liên minh quân tử và 10 hạng đầu bảng nhân một bất ngờ lớn. Hai mắt Tả Vân sáng lên, có sự sắc bén không thể nghi ngờ. Nên luyện hóa cỏ kiếm hoàng rồi. Lâm Nhất khoanh chân ngồi xuống, hái xuống một cành cỏ kiếm hoàng, đặt chung một chỗ với kiếm vân đan, sau đó hai tay chắp lại trước ngực. Bất luận là cỏ kiếm hoàng hay là kiếm vân đan, đều là bảo bối khó có được. Hai thứ này cực kỳ ăn khớp với nhau, đồng thời luyện hóa sẽ có hiệu quả cực cao. Tâm niệm hơi động, tử diên kiếm quyết âm thầm vận chuyển. Rào. Cỏ kiếm hoàng và kiếm vân đan hóa thành hai luồng năng lượng bộc chộp mà đầy gai góc chảy vào bên trong cơ thể, trong khi di chuyển chúng vẫn quấn chặt không rời. Như thể hai con dao long điên cuồng đang đối chọi gai gắt với nhau, chân nguyên khắp cơ thể đột ngột sao động với thế giới non lấp biển. Đùng đùng đoàng. Tiếng nổ liên tiếp vang lên bên trong cơ thể, khắp người Lâm Nhất run lên bần bật. Chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hài đều đang run rẩy, nguồn năng lượng vô cùng cuồng bạo này đang tràn ra khắp toàn thân, nhục thân phảng phất như bất cứ lúc nào cũng đều có thể nổ tung. Một luồng sức mạnh chạy loạn trong cơ thể,
dường như nó muốn tìm một cái lỗ nào đó để thoát ra để tan đi. Ngay lập tức hắn liền cảm thấy có chút không chịu nổi. So với tình trạng lúc đầu khi luyện hóa kiếm vân đan còn khủng khiếp hơn mấy lần, gần như không thể chịu đựng nổi, không được, ít nhất phản tán đi 3 phần sức mạnh, nếu không, với cảnh giới hiện tại của mình sẽ không thể chịu nổi. Chương 815 nội trong 2 vòng, chắc chắn sẽ bị lộ thân phận. Đồng thời luyện hóa 2 loại thiên địa dị bảo, linh lực dồi dào bao hàm trong đó, còn có kiếm ý nhiều đến không gì sánh nổi, nó đã hoàn toàn vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Trên thực tế, cũng là do Lâm Nhất đã luyện được long tượng chiến thể mới dám nói chỉ tán đi 3 phần dược tính. Nếu là người khác đồng thời luyện hóa như vậy, có thể hấp thụ được đến 5 phần dược tính là đã giỏi lắm rồi. Chỉ với 5 phần dược tính mà đã khiến cho tất cả mọi người phải tranh đoạt như thế, có thể tưởng tượng được cỏ kiếm hoàng này suy cho cùng quý giá đến nhường nào. Hồng hộc. Nhưng đúng vào lúc Lâm Nhất dứt khoát chuẩn bị tán bớt luồng sức mạnh này đi. Tử Diên Hoa nơi đan điền lại bỗng nhiên run lên, cánh hoa nở bung ra bằng tốc độ sét đánh, hầu như không để cho Lâm Nhất có bất kỳ cơ hội phản ứng, một hơi nuốt trọn luồng năng lượng này vào bên trong. Xoạt xoạt xoạt. 47 cánh hoa, kêu vù vù không dứt, cực kỳ hưng phấn. Một dòng cảm giác thoải mái từ đan điền dần lan ra khắp toàn thân, khiến cả người Lâm Nhất chìm đắm vào trong cảm xúc vui sướng kỳ diệu này. Tử Diên Hoa giống như kẻ ham ăn có cái miệng kén chọn nhất, kiếm ý linh khí do 2 loại năng lượng này dung hòa cực kỳ hợp khẩu vị của nó. Giống như một đứa trẻ có được đồ chơi mà nó yêu thích nhất, không cho Lâm Nhất được phép vứt đi dù chỉ một chút xíu nào. Thú vị, loại công pháp này yêu thích cỏ kiếm hoàng còn hơn cả dự đoán của hắn. Sau khi nuốt trọn nó thì lập tức bắt đầu luyện hóa, hầu như không lo lắng đến vấn đề nhục thân không thể chịu đựng được. Trong lòng Lâm Nhất cực kỳ vui vẻ, không hề có bất kỳ e dè gì nữa, Tử Diên kiếm quyết bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Nửa canh giờ sau, âm thanh kiếm minh vừa trầm thấp vừa mạnh mẽ phát ra từ trong cơ thể Lâm Nhất. Ong! Đúng vào lúc âm thanh kiếm minh vang lên, 2 mắt Lâm Nhất đang nhắm nghiền bỗng mở bừng ra. Vươn tay siết mạnh, chân nguyên dồi dào khắp cơ thể như thủy triều tràn vào trong quyền mang. Chỉ còn một bước cuối cùng thôi. Dựa vào một cành cỏ kiếm hoàng, một viên kiếm vân đan, Lâm Nhất chỉ trong có nửa canh giờ ngắn ngủi đã thăng cấp cho Tử Diên kiếm quyết đến tầng thứ 7 đỉnh phong viên mãn, tốc độ nhanh nhường này khiến người ta không khỏi tặc lưỡi. Phải biết rằng, đây là loại công pháp được truyền thừa đến thời thịnh thế hoàng kim, tương đối khó để có thể thăng cấp. Chỉ tiến bộ một chút xíu thôi mà đã phải tiêu hao một số lượng lớn tài nguyên khiến người ta phải tặc lưỡi. Lâm Nhất lầm bầm tự nhủ. Nhưng cũng không khỏi cực kỳ tiếc nuối. Vốn dĩ đã đạt đến điểm nghẽn, còn tưởng rằng chỉ cần luyện hóa một chút là đã có thể đột phá được rồi. Không ngờ được, chỉ là đỉnh phong viên mãn mà thôi, nút thắt của kiếm quyết tầng thứ 7 này cũng không nới được là bao. Mục đích của hắn rất đơn giản, hắn muốn thực sự bước vào tầng thứ 8. Đến nay, Lâm Nhất cho dù gặp phải đối thủ huyền võ tầng thứ 5 đỉnh phong cũng có thể dựa vào Tử Diên kiếm quyết để so chân nguyên với đối thủ. Nhưng nếu như gặp phải đối thủ mạnh mẽ cảnh giới huyền võ tầng thứ 6, hoặc giống trước đó từng gặp được nhân tài yêu nghiệt, so chân nguyên thì cũng không thể giữ được lâu. Trong vòng 100 chiêu, có thể bất phân thắng bại, thậm chí là nhỉnh hơn đối phương một chút. Nhưng thời gian kéo dài, nhược điểm tu vi ắt sẽ lộ ra. Không nghi ngờ. Trong cuộc chiến đồng minh, 3 người đứng đầu bảng nhân đều là những nhân tài có trình độ cao nhất của ngoại môn mà hắn đã từng gặp phải. Nhất là Sở Hạo Vũ, người nọ giống như một con rắn độc, âm hiểm lạnh lùng, mang đến cho hắn cảm giác không thể nhìn thấu. Nội trong 2 vòng, chắc chắn sẽ bị lộ thân phận. Rất có khả năng, cũng sẽ phải đối mặt với mũi dùi của 10 người đầu bảng nhân, nếu như không có đủ sức mạnh thì chắc chắn không thể giữ được mạng này. Lại nữa, thứ hắn muốn đâu chỉ đơn giản là giữ mạng. Bất luận là vì bản thân hay là vì sư tỷ Hân Nghiên, hắn đâu phải có được thành tích sáng chói trong cuộc chiến đồng minh này. Hoặc là không tranh, một khi đã tranh thì phải lấy được danh hiệu đầu bảng của cuộc chiến đồng minh, ai cũng đừng mong cướp được vị trí này từ trong tay hắn. Trước đó, hắn bắt buộc phải thăng cấp Tử Diên kiếm quyết lên tầng thứ 8, tu vi cũng phải thăng cấp lên huyền võ tầng thứ 5. Nếu không, thì sẽ không thể nắm chắc được 5 phần.
đang lúc hăng hái thì làm liền một mạch cho xong, chỉ được thành công, không được thất bại. Nhìn cỏ kiếm hoàng như ngọc trong suốt trong tay đang tỏa ánh sáng nhu hòa, nhưng bên trong nó lại chứa đầy kiếm ý và linh khí dồi dào, hai mắt Lâm Nhất khẽ nheo lại, đáy mắt thoáng qua vẻ cố chấp cùng điên cuồng. Phất tay một cái, lại đem bốn viên kiếm vân đan còn lại đặt chồng lên. Công pháp được truyền thừa từ thượng cổ thì đã sao, ta không tin, bốn viên kiếm vân đan kết hợp với cả kiếm hoàng đồng thời luyện hóa lại không thể tháo được nút thắt này. Lâm Nhất cắn chặt răng, đôi mắt long lanh trong vắt khép lại một lần nữa. Chân nguyên rồi rào đồng thời quấn xung quanh cỏ kiếm hoàng và kiếm vân đan. Chương 816. Theo tử diên kiếm quyết vận chuyển, một luồng chân nguyên khủng khiếp đột ngột bùng phát ra. Đồng thời luyện hóa những dị bảo bao hàm đầy kiếm ý trong tay Lâm Nhất. Linh khí dồi dào không gì sánh được, điên cuồng tuôn trào vào trong cơ thể Lâm Nhất, phát ra những âm thanh gào thét như tiếng sam. Vù, vù, vù. Chỗ đan điền, tử diên hoa như kiếm tuốt khỏi vỏ, tiếng kiếm ngâm có một không hai truyền ra từng đợt. Đối diện với thế trận như vậy từ luồng linh khí, tử diên hoa cũng phát ra luồng bá khí trước nay chưa từng có, nó hoàn toàn không muốn phải chịu thua. Lâm Nhất ngồi khoanh chân, cơ thể run khe khẽ, quang mang màu tím vận chuyển liên tục. Giống hệt như một bông hoa đang bung nở, cưỡng ép luyện hóa sức tấn công khủng khiếp do luồng năng lượng dồi dào kia mang đến. Trong núi rừng hoang vắng tĩnh lặng, tiếng cuồng phong gào thét, như thể có vô số thanh kiếm sắc bén đang âm vang bên trong khu rừng này. Lá cây xào xạc rụng xuống, tung bay theo từng trận cuồng phong, cuồn cuộn, nhấp nhô. Như thể cơn cuồng phong đang ấp ủ một điều gì đó, mà ở trung tâm của cơn bão chính là Lâm Nhất đang điên cuồng luyện hóa cỏ kiếm hoàng và kiếm vân đan. Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy rất kinh hãi vì hành động điên cuồng này của Lâm Nhất. Còn chưa có ai lại to gan dám làm như vậy, kết hợp cỏ kiếm hoàng với kiếm vân đan đồng thời luyện hóa, hơn nữa còn không hề tán ra chút xíu năng lượng nào. Thời gian dần dần trôi đi trong tiếng gió rít gào. Bất giác, trời đã ngả tối, ngoài tiếng gió rít ra, trong bóng tối mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh. Rất nhiều mãnh thú ẩn núp quanh đó đều không dám đến gần khu vực này, nghe thấy tiếng gió rít gào giận dữ khiến chúng sợ hãi mà run cầm cập. Kiếm ý trên người Lâm Nhất càng lúc càng mạnh, khí tức tản ra khiến người ta rét lạnh. Nhưng mà kiếm quyết này vẫn như cũ không thể đột phá. Không đủ sao? Vậy thì điên hơn chút nữa đi. Thình, thình, thịnh. Dường như cảm nhận được sự không cam tâm trong lòng của Lâm Nhất, trái tim không ngừng đập thình thình trong lồng ngực. Long tượng chiến thể âm thầm vận chuyển, sức mạnh long tượng cổ xưa, điên cuồng lan ra khắp cơ thể. Đồng thời cùng tham gia luyện hóa luồng linh khí trầm mạnh và kiếm ý dồi dào khó lòng thuần phục này. Thời gian dần trôi qua, chân nguyên trong người Lâm Nhất bỗng nhiên trở nên sục sôi cháy bỏng, phảng phất như ngọn núi lửa trực chờ phun trào. Luồng chân nguyên màu tím cô đọng mà thuần túy, hết sức sao động chạy khắp kinh mạch toàn thân, hóa thành hai luồng khí mạnh mẽ như cơn hồng thủy, một luồng là kiếm ý đơn thuần, phong mang sắc bén, bao hàm bá khí của bậc vương giả. Một luồng hóa thành linh khí thiên địa mênh mông như đại dương, không ngừng chuyển động, không ngừng phẫn nộ, giống như một con rồng đang điên cuồng lao đi, cuối cùng tụ hết lại tại đan điền, va chạm dữ dội với nhau. Chương 817. Dầm. Trong một tích tắc khi va chạm, cơ thể Lâm Nhất run lên dữ dội. Tử diên hoa nơi đan điền bỗng nhiên vỡ nát, chân nguyên như cơn mưa xối xả chảy khắp toàn thân, tứ chi bách hài và ngũ tạng lục phủ. Nơi đan điền, một đóa tử diên hoa như được kết tinh từ băng tuyết đột ngột sinh ra. Hoa nở 48 cánh, cánh nào cánh nấy như kết băng tỏa ánh sáng màu tím, long lanh trong suốt, căng mọng bóng loáng. Tử diên kiếm quyết, tái sinh từ trong đổ nát, thay ra đổi thịt, hoàn mỹ thăng lên tầng thứ 8. Nhưng vẫn còn chưa hết. Vào giây phút khi đóa tử diên hoa như được kết tinh từ băng tuyết kia thành hình, luồng chân nguyên tràn ngập khắp cơ thể Lâm Nhất ngay lập tức ngưng tụ thành một sợi huyền mạch. Tu vi đang ngừng lại ở tầng thứ 4 lại tiến thêm một bước, thành công thăng lên huyền võ tầng thứ 5. Việc tốt thành đôi, công pháp, cảnh giới, đồng thời thăng cấp. Thực lực của Lâm Nhất vào lúc này đã đạt đến trình độ trước giờ chưa từng có. Theo sợi huyền mạch thứ 5 được mở ra, Lâm Nhất có thể cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể tăng vọt lên với tốc độ chóng mặt.
Bất luận là số lượng chân nguyên hay là độ dày nặng của sự cô đọng đều đã đạt đến mức độ khó bề tưởng tượng. Chân nguyên chuyển động lấp đầy hết kinh mạch, trong lòng Lâm Nhất vui mừng, kích động vô cùng. Hắn mở bừng hai mắt ra, trong đáy mắt sáng lấp lánh, dày đặc kiếm ý. Kiếm ý vấn vít kia khiến đôi mắt hắn trông còn sáng lấp lánh hơn cả các vì sao trên bầu trời đêm, cảm giác thanh tỉnh trong đầu hắn đã đạt đến mức trước giờ chưa từng có. Tử Diên Hoa thay ra đổi thịt, hắn là sẽ đủ để xoay một vòng chứ. Trong đáy mắt Lâm Nhân ảnh lên tia quang mang như có điều suy nghĩ, trước đó, Tử Diên Hoa chỉ có thể chuyển động được nửa vòng mà đã bộc phát ra lực sát thương kinh người. Hắn vẫn luôn rất tò mò, khi Tử Diên Hoa có thể xoay chuyển hết một vòng thì sẽ đạt đến mức độ khủng khiếp như thế nào. Tử Diên Hoa như kết tinh từ băng so với đóa Tử Diên Hoa mềm mại lúc trước càng dày nặng và chắc chắn hơn. Khẽ động một cái, Lâm Nhất đã cảm nhận được chân nguyên dồi dào như nước sông cuồn cuộn đang bị điên cuồng tiêu hao đi. Nhưng lúc chuyển động lại không hề có cảm giác bị chặn lại như lúc trước, một luồng khí tức khủng bố trong cơ thể đang dần dần tràn ra ngoài. Kiếm ý giạt rào, bỗng chốc bao trùm hết cả nghìn mét xung quanh. Đợi đến sau khi đóa Tử Diên Hoa như kết tinh từ băng kia chuyển động hết một vòng, dưới chân Lâm Nhất bỗng nhiên xuất hiện một đóa Tử Diên Hoa nở rộ phát ra quang mang lấp lánh. Mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay, vạt áo lật phật, bàn tay đưa ra, trên mặt đất liền xuất hiện một trường ấn. Ầm, sức mạnh khủng khiếp bùng phát ra từ lòng bàn tay Lâm Nhất, trong phạm vi nghìn mét xung quanh, đếm không hết những thân cây cổ thụ bị đánh nát thành bột mịn. Phóng mắt nhìn qua, tầm nhìn đã được mở rộng hơn rất nhiều, bên dưới lớp mặt nạ quỷ, khóe miệng Lâm Nhất khẽ giật, hắn bị cảnh tượng trước mắt này dọa cho giật mình. Chốc lát sau, hắn mới lộ ra một nụ cười khẽ, tự lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng có một chiêu át chủ bài rồi, chiêu này coi như là cấm thuật của ta vậy, tạm thời gọi tên là một thoáng phồn hoa đi. Không thi triển thì thôi, một khi dùng đến thì sẽ hao sạch chân nguyên, hết cả đường lùi. Thế giới có kỳ hoa, nơi chân trời góc bể, ở một góc của biển khơi, bởi một ý niệm, phá đất, nảy mầm, lớn lên tươi tốt, ra hoa, nở rộ, sung mãn, tàn úa. Hoa này, sinh ra tuyệt đẹp, khi tàn lại cô quạnh. Cái gọi là hồng nhan chớp mắt đã già, danh tướng mái đầu dễ bạc, nhưng thực giống với hoa này, dù cho cuộc đời ngắn ngủi thì cũng phải rực rỡ tươi sáng, như sao băng, như pháo hoa, lộng lẫy vĩnh hằng. Chương 818. Nhất niệm hoa khai, mặc kệ ràng buộc. Phiền nhiễu của hồng trần, chỉ cầu một giây hoa nở, phương hoa một đời, không phụ lòng nhiệt huyết của người thiếu niên này. Một thoáng phồn hoa, một khi đã thi triển, chân nguyên gần như hao sạch. Nhưng theo kiếm quyết vận chuyển lại một lần nữa, chân nguyên trong cơ thể không ngừng tái sinh, lại như dòng nước chảy không ngừng nghỉ tràn ra. Thăng cấp kiếm quyết lên tầng thứ 8, Tử Diên Hoa như được kết tinh từ băng, thay ra đổi thịt. Tốc độ hồi phục của chân nguyên vượt xa ngày xưa. Tử Diên kiếm quyết, không hổ là công pháp thịnh thế hoàng kim, sau tầng thứ 7. Thăng cấp mỗi một tầng đều có thể mang đến sự ngạc nhiên hết sức. Trong lòng Lâm Nhất sinh ra chút cảm khái, nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Lúc này, trong đôi mắt trong suốt sáng rỡ được bao phủ bởi luồng kiếm ý đậm đặc vô cùng. Đầu óc trong trạng thái thanh tỉnh trước nay chưa từng có, loại trạng thái này vô cùng kỳ diệu. Lâm Thu Sam nói, có rất nhiều người sau khi luyện hóa cỏ kiếm hoàng sẽ tạm thời bước vào cảnh giới kiếm tâm thông huyền. Ngộ tính càng cao thì trong trạng thái kiếm tâm thông huyền này sẽ có được cảm ngộ về kiếm pháp võ kỹ cao gấp nhiều lần bình thường. Có rất nhiều người, sau khi luyện hóa cỏ kiếm hoàng, các loại cao chiêu kiếm pháp cực khó tu luyện đều có thể thăng cấp lên đại thành. Một số nhân tài yêu nghiệt, thậm chí đối với các kiếm pháp ngày thường khô khan khó hiểu còn có thể lĩnh ngộ được đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn cực kỳ khủng bố. Có lẽ là chỉ trạng thái như lúc này đi. Lâm Nhất lúc này đầu óc tỉnh táo. Mắt sáng rõ ràng, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu đang sao động trong viên đầu. Những vấn đề ngày thường cứ mơ màng thì giờ đều đã xuất hiện những ý tưởng mới hoàn toàn, linh cảm bất tận, không ngừng nảy ra trong đầu. Thú vị, ta thử đạn chỉ thần kiếm trước. Đạn chỉ thần kiếm chính là một bí thuật được lưu lại của Tử Diên kiếm thánh, bí thuật vốn dĩ rất khó để tu luyện, mà bí thuật của thịnh thế hoàng kim thời cổ đại thì đương nhiên lại càng khó hơn. Bí thuật này tổng cộng có 5 cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất, ngưng tụ thành quang, búng tay sát thương người. Lâm Nhất bây giờ đang ở cấp đỉnh phong của cảnh giới này,
đã có thể làm được ngưng khí thành kiếm, búng tay giết người. Cảnh giới thứ hai, kinh hãi trong nháy mắt, kiếm hư vô phát. Cảnh giới thứ ba, 10 ngón tay nối với tim, thần kiếm có linh. Cảnh giới thứ tư, nhất chỉ đỉnh phong, trời long đất lở. Cảnh giới thứ năm, một cái búng tay, tinh tú rơi rụng. Lâm Nhất rút ra ngọc giản của bí thuật, đặt nó lên mi tâm, phối hợp với cảnh giới thần bí của kiếm tâm thông huyền. Nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm ngộ lại một lần nữa. Không bao lâu sau, đôi mắt đang nhắm nghiền của Lâm Nhất từ từ mở ra, tia sáng lập lòe trong đáy mắt, giống như những vì sao trong đêm tối. Sự tích lũy về cảm ngộ trong kiếm đạo suốt một thời gian dài, lại thêm trạng thái kiếm tâm thông huyền lúc này, Lâm Nhất dường như lập tức hiểu rõ. Trong lúc nhấc tay, chân nguyên dồi dào trong kinh mạch khắp cơ thể, dùng phương thức trước giờ chưa từng có để bắt đầu vận chuyển. Chốc lát sau, có 9 luồng chân nguyên màu tím giống như những dòng sông, sóng nước ảo ạt, chảy tụ về bàn tay phải của hắn. Dầm. Chương 819. Vào giây phút khi 9 luồng chân nguyên này va chạm với nhau, nơi mờ u bàn tay của Lâm Nhất bỗng có một đóa tử diên hoa mọc ra. Cánh hoa không ngừng xoay chuyển, giống như kiếm ấn tử diên, bao hàm sức mạnh chân nguyên dồi dào. Kiếm ý toàn thân sao động, ngón cái bàn tay phải đặt lên đầu ngón giữa đã cong vào. Chỉ thấy Lâm Nhất búng tay một cái, kiếm ấn tử diên nơi mờ u bàn tay giống như con rồng đang giận dữ thét gào, kéo theo chiếc đuôi lửa màu tím. Loáng lên một cái rồi biến mất, âm thầm phá không bay ra. Quỳnh! Ngoài 1000 mét, một cây cổ thụ chọc trời cao đến cả 100 mét bỗng nhiên đổ ập xuống. Nhìn về phía xa, Lâm Nhất ngạc nhiên hết sức, tốc độ nhanh quá. Kinh hãi trong nháy mắt, kiếm hư vô phát, hóa ra là như thế. Gần như vào giây phút hắn búng tay, cây cổ thụ chọc trời phía xa kia đã bị kiếm mang đánh trúng. Đạt đến cảnh giới thứ hai, đạn chỉ thần kiếm, so với cảnh giới trước đó, uy lực phải mạnh hơn gấp chục lần. Nhất là tốc độ, nếu như bị người ngoài dùng đạn chỉ thần kiếm nhắm trúng, Lâm Nhất tự hỏi, cho dù có dựa vào thất huyền bộ thì cũng chưa chắc có thể tránh được. Không thể tưởng tượng nổi, chỉ một cái búng tay mà đã có được tốc độ và sức thương đáng sợ như vậy. Không thể lãng phí thời gian nữa, cảnh giới kiếm tâm thông huyền này không thể duy trì lâu. Cảnh giới thứ ba của đạn chỉ thần kiếm, tạm thời không cần phải nghĩ đến nữa, tốt hơn hết là tập trung lĩnh ngộ bá kiếm. Nhắc đến bá kiếm, trong mắt Lâm Nhất thoáng qua cảm giác thất bại khó mà phát giác được, hy vọng có được chút thành tựu nào đó. Nhưng cảm giác thất bại này chỉ thoáng qua mà thôi. Ta không tin, bá kiếm này thực sự không thể tu luyện được đến đại thành. Trong trái tim thiếu niên, không có chuyện dễ dàng nhận thua như thế. Tiện tay nhặt một cành cây trên đất lên, Lâm Nhất dựa vào cảnh giới kỳ diệu của kiếm tâm thông huyền lúc này, bắt đầu diễn tập tại chỗ bá kiếm mà rất ít người lựa chọn tu luyện. Kiếm tâm thông huyền quả thực vô cùng kỳ diệu, giờ khắc này khi hắn diễn tập bá kiếm cảm thấy thuận tay hơn rất nhiều so với lúc trước khi hắn tu luyện ở Lạc Già Sơn. Đi theo những ý tưởng không ngừng hiện lên trong đầu, Lâm Nhất dốc hết sức thử nghiệm, không muốn chịu thua. Thời gian bất giác trôi qua, thiếu niên dẫm trên đống hoang tàn, tay cầm cành cây, trong lòng không có tạp niệm, hoàn toàn chìm đắm trong việc tu luyện. So với việc tu luyện những kiếm pháp khác, thì bá kiếm chỉ có một kiếm, mà vốn dĩ nó còn là phần thiếu sót nên càng khô khan và buồn tẻ hơn. Soạt! Bỗng nhiên, Lâm Nhất cảm thấy cơ thể nhẹ bấng, kiếm ý vấn vít trong mắt, bỗng biến mất tăm. Trong đầu hiện lên từng tầng từng lớp linh cảm cũng dần dần hòa hoãn lại, sự kỳ diệu của cảnh giới kiếm tâm thông huyền đã biến mất. Thật đáng tiếc, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là đã chạm đến rìa ranh giới của đại thành rồi. Cơ bản có thể xác định được, bá kiếm mà Mai hộ pháp cho ta vốn dĩ đã thiếu sót. Muốn đại thành thì buộc phải bổ sung toàn bộ, nói là một kiếm nhưng lại không hẳn là chỉ có một kiếm. Nhưng mà cũng chẳng có gì phải thất vọng, nếu như trường kỳ ở trong trạng thái kiếm tâm thông huyền, những ý tưởng mới cứ liên tục xuất hiện không ngừng thì não bộ cũng không thể chịu nổi. Mặc dù chưa thể dựa vào kiếm tâm thông huyền để luyện bá kiếm đến đại thành, nhưng Lâm Nhất cũng đã rất hài lòng, không có quá nhiều nuối tiếc. Hồng hộc, thấp thoáng có mấy âm thanh rút vào từ đâu đó vang lên, từ xa đến gần. Khí tức của kẻ đến vô cùng thâm hậu, ở một đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn, vượt xa so với các đệ tử ngoại môn. Cho dù là hắn, tận sâu trong lòng cũng đều cảm thấy e dè.
Nhìn khung cảnh hoang tàn trong phạm vi nghìn mét đổ lại, vô số những thân cây cổ thụ bị đánh tan thành bột mịn, trong lòng Lâm Nhất bỗng hiểu rõ. Chương 820. Người đến e là trưởng lão giám sát cuộc chiến đồng minh, gây ra động tĩnh lớn như vậy, đám trưởng lão này mà không đến thì mới lạ. Rời đi trước đã, cũng nên bắt đầu vòng thứ hai rồi. Bên dưới lớp mặt nạ, Lâm Nhất lộ ra nụ N cười khẽ, vứt cành cây trong tay đi. Xoạt, cành cây cắm trên mặt đất rung lên bần bật, giống như bảo kiếm không ngừng rung. Giây tiếp theo, hắn thi triển thất huyền bộ, khi lên xuống hai tay giang ra giống như kim ô tung cánh rồi nhanh chóng biến mất. Không lâu sau khi hắn đi, ở mảnh đất đổ nát liền có hai ông lão xuất hiện. Nhìn cảnh tượng đổ nát hoang tàn, tất cả bị san bằng, hai ông lão đều sửng sốt, trong mắt là vẻ cực kỳ kinh ngạc. Làm sao thế này, ta nhớ lúc trước trong phạm vi 1.000 mét ở nơi này là một rừng cây cổ thụ chứ đâu phải như này. Chẳng lẽ là đệ tử ngoại môn nào đó sau khi thăng cấp nhờ có kiếm hoàng, thực lực tăng mạnh nên đã san bằng mọi thứ trong phạm vi 1.000 mét ở nơi này. Nhìn kìa, tu vi và nhãn lực của hai ông lão đều kinh người. Tuy tốc độ của Lâm Nhất rất nhanh nhưng vẫn để họ nhìn thấy loáng thoáng. Là hắn, ta nhớ hắn, hắn chính là Trung Vân Tiêu người đã giành được cỏ kiếm hoàng đầu tiên. Các trưởng lão giám sát có ấn tượng rất sâu đậm về Trung Vân Tiêu, vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra. Họ không khỏi nở nụ cười khổ, tên này chắc vẫn chưa biết việc làm của mình đã gây ra chấn động lớn thế nào trên bục quan vân đúng không? Đó là một canh bạc lớn liên quan đến 5.000 viên linh ngọc nhị phẩm. Hắn vừa xuất hiện khiến tất cả trưởng lão đều trở tay không kịp. Không ai đoán được hắn sẽ là người giành được cỏ kiếm hoàng đầu tiên. Hình như cành cây này là hắn để lại. Người đã đi nhưng cành cây cắm trên đất vẫn còn rung, kiếm ý đã bị kiềm chế. Trưởng lão giám sát nói xong thì bước tới, giơ tay nhổ cành cây đang cắm dưới đất ra. Bùm! Kiếm ý đang bị khống chế bỗng chốc bùng nổ vào thời điểm cành cây được nhổ ra. Mặt đất xuất hiện vết nứt rồi lan ra nhanh chóng như mạng nhện, kiếm ý bá khí phóng thẳng lên trời. Hai ông lão nhìn nhau, vẻ mặt nên cực kỳ nghiêm nghị. Phải về báo tin này mới được. Lúc này bầu không khí trên bục quan vân vẫn chưa nguội bớt dù cho cuộc tranh giành cỏ kiếm hoàng đã kết thúc, ngược lại nó còn nóng hơn bao giờ hết, mọi người bàn tán xôn xao không ngừng. Trong rừng táng kiếm thi thoảng lại có tin truyền ra. Nghe gì chưa? Sau khi Sở Hạo Vũ luyện hóa cỏ kiếm hoàng xong, chỉ dùng một kiếm đã giết được yêu thú huyền võ tầng 6 đấy. Nghe lâu rồi, tin này do trưởng lão giám sát của rừng táng kiếm truyền ra, Sở Hạo Vũ này thật biến thái, cảm giác thực lực của hắn đã vượt trên 10 hạng đầu bảng nhân rồi. Câu này không thể nói quá sớm được, Diệp Tu hạng 2 bảng nhân có thể tay không giết chết yêu thú huyền võ tầng 6, đến kiếm còn chẳng rút kìa. Ừ đúng thế. Giang Phong hạng 3 bảng nhân cũng không đơn giản. Nghe nói sau khi luyện hóa cỏ kiếm hoàng, hắn ta ngưng tụ được kiếm mang dài những 10 trượng, quả là kinh người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.